Hello các bác nhá. Đấy, hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về ngập tràn các mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cũng ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng nhá. Các bác vẫn là có chương trình mua quà bình luận trên video. Đấy, có chương trình nhận quà nhá, bình luận video và các bác bình luận từ tối đa là 10 lần và các lần bình luận thì các bác cứ dọi trùng với kết quả sổ số miền Bắc, các bác sẽ nhận được quà. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em là đèn VIP nhé. Các bác lên cho em là đèn VIP. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá khá là tốt luôn. Đấy, đây các bác này. Đấy, thì lên mã giúp cho em là đèn VIP nhé. Đấy, con này thì nó rất là đẹp luôn. Đấy, đấy, nó sẽ có cho các bác là một quả pin. Đấy, một quả pin. Hàng này thì của nó cũng là hàng cảnh sát Nhật này, made in Japan quá nhá. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em là đèn VIP là được rồi. Đấy, tên nó là đèn VIP mà. Khi các bác về thì nó sẽ có hai quả pin như này, các bác lắp vào cho em hai quả pin dày 16850 này thì bền vĩnh viễn luôn. Đấy, các bác dùng nếu mà nó thời gian mà nó lỗi hỏng thì các bác có thể mua pin khác, bên em có bán pin nhá. Đó, đây. Đấy, ví dụ về các bác lắp vào mà không đúng thì các bác đảo cái chiều này đi cho em. Đấy, đảo cho em cái chiều đi là ok nhá. Đấy, đây, bật lên nó lên luôn quá. Đó. Con này tất cả thân vỏ của nó đều bằng nhôm hết nhá. Thân vỏ của nó đều bằng nhôm hết, rất xịn sò luôn. Đây. Hàng made in Japan này. Đó, thân vỏ bằng nhôm cực kỳ xịn sò luôn, rất là đẹp các bác này. Đó, đây. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đèn khá là sáng, tay cầm quai kiếc, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chắc luôn các bác. Đấy, chất liệu của nó là bằng nhôm nhá, bằng nhôm. Rất chắc chắn luôn các bác này. Đấy, bằng nhôm. Công tắc của nó đây. Đấy, rất là đẹp nhá. Và có cho các bác là hai quả pin kèm thêm một cái củ sạc này luôn, rất tiện này. Một con đèn rất VIP, rất đẹp luôn. Đấy các bác thấy không? Pha của nó khá là rọi luôn đấy các bác này. Đèn siêu sáng luôn các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây em đang rọi này. Đèn rất là sáng luôn nhá. Đấy, đèn rất là sáng luôn đây. Em rọi vào cái biển các bác còn không nhìn thấy gì chữ như này, tức là đèn rất là sáng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là đèn VIP nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất tốt cho các bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là đèn VIP, giá của nó sẽ là 150k nhá. Đấy, lên cho em là đèn VIP này. Đèn VIP giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho một con đèn VIP như này. 150.000 thôi nhá. Đấy, 150.000 cho một con đèn VIP như này. Rất đẹp luôn. Hàng made in Japan, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn VIP nhá, đèn VIP. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là con máy sấy tóc, công suất của nó là 3000W, hàng thương hiệu Philips các bác. Đấy. 3000W, hàng thương hiệu Philips. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, một con máy sấy tóc như này, hàng của Philips nhá. Đây các bác này. Đấy, hàng của Philips. Đấy, công suất của nó là 3000W, con này thì rất là ngon lành luôn. Các bác có thể sử dụng rất là tiện nhá. Đấy, nó sẽ có hai công tắc, một là công tắc điều chỉnh về gió và hai là công tắc điều chỉnh về độ nóng nhá. Nóng cực nhanh luôn, các bác chỉ cần cắm cho em trong vòng 15 giây là đã nóng rồi. Đấy, lên cho em là máy sấy tóc nhá. Hàng này thì hàng Nhật xuất, nó sử dụng điện 220V. Giá thì sẽ là 130k. Đấy, lên cho em là máy sấy tóc, giá sẽ là 130k cho một con máy sấy tóc như này nhá. 130.000 cho một con máy sấy tóc như này. Điện 220V nhá, điện 220V. Đấy, lên cho em là máy sấy tóc nhá. Con này thì dùng thì siêu tiện dụng cho các bác luôn. Rất tiện các bác nhá. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trong gia đình nhà mình. Dây cũng dài, khá là dài các nhá. Lên cho em là máy sấy tóc, giá của nó sẽ là 130.000, sử dụng điện 220V. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là dây cọ lưng nhá. Các bác lên cho em là dây cọ lưng. Đấy, con này thì lô này hàng về giá cũng rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, giá rất tốt cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em là dây cọ lưng nhá. Hàng thì cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng của nó sẽ là bằng silicone mềm. Đấy, có thể kéo giãn một chút này để các bác sử dụng nó khá là êm ái này. Đấy, và các bác chỉ cần kỳ cọ lên lưng rồi lên tay lên chân như này rất là ok nhá. Lưng, cổ, vai gáy vừa là massage luôn. Lên cho em là dây tắm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái dây tắm như này, giá của nó sẽ là 30k nhá. Đấy, các bác lên cho em là dây tắm này. Dây tắm giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trong chiếc như này. Đấy. 30k trong cái dây tắm như này các bác nhá. Đấy, 30k trong cái dây tắm như này. Giá khá là tốt cho bác luôn. Đấy, con này thì dùng rất là sướng, dùng xong các bác chỉ cần đeo lên cho em như này là xong. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, nó rất là tiện luôn này. Đấy, các bác có thể kỳ cọ chân tay này. Dùng xong thì đấy. Dùng xong thì mình lại treo lên thôi, rất là tiện, xịt nước nó sạch luôn, không bị nấm mốc, không bẩn, không gây bệnh. Đấy, các bác cứ mua mỗi người một chiếc. Đấy, bên em có 3-4 màu như này, các bác cứ lấy mỗi người một chiếc một màu.
các bác dùng để kỳ cọ lưng chân tay gan bàn chân bàn tay rất là sạch luôn, sạch hiệu quả các bác nhá. Giá thì khá là tốt cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là dây 8 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy, bàn chải của Hàn Quốc, hàng của Korea của Hàn Quốc này, rất là đẹp luôn. Con này thì nó là thuộc dạng bàn chải than tre nhá, than tre. Đấy. Con này nó đang bán trong các cái hệ thống siêu thị của Việt Nam mình đây là 36.000 Việt Nam đồng này. Đây, hàng của Korea các bác nhá. Hàng Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Giá thì khá là tốt cho bác luôn nhé, giá khá là tốt cho bác luôn. Đây, Korea các bác này. Các bác có thể mua cả hộp về dùng dần luôn. Đây, đấy, Korea các bác nhé. Đây, Korea các bác này. Đấy. Bên shop sẽ bán theo combo như sau. Nếu các bác mua thì mua lẻ thì bên em sẽ bán từ 4 cái trở lên. 4 cái là bằng 20k nhé, 20.000 4 cái. Đấy, tiếp theo nếu các bác mua số lượng là từ 10 cái là sẽ là bằng 40k. 10 cái là bằng 40k nhé. 10 cái là bằng 40k. Còn một hộp 30 cái nhé, một hộp 30 cái. Một hộp 30 cái thì giá của nó sẽ là 110.000, 110k trong một hộp như này. Đấy, một hộp của nó là 3 cái nhé, 30 cái nhá. Bàn chải được làm từ sợi than tre hoạt tính nhá, cực kỳ mềm. Đấy, cực kỳ mềm, đánh thì chống viêm nếu viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Dùng rất là tốt luôn. Hàng của Hàn Quốc được sản xuất từ than tre nhá, bột than tre. Đó, được làm từ than tre đây. Đây vào đây. Đấy. Hàng này nó đang bán trong hệ thống siêu thị là 36.000 các bạn, 36.000. Nhiều bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 20.000 cho 4 chiếc nhá, 20.000 4 chiếc. Còn các bác mua 10 cái thì sẽ là 40k nhá. Đấy. 20k là bằng 4 cái này. Đấy. 40k là bằng 10 cái này. Đấy. Còn là 30 cái thì sẽ là bằng 110k nhá, 110k. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Hộp này là 30 cái nhá, một hộp đấy. Các bác cứ bảo cho tôi một hộp bàn chải Hàn Quốc là được rồi, bàn chải Hàn Quốc nhá. Bàn chải Hàn Quốc, đó toàn chữ Hàn hết đây. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái tiếp keo đa năng nhé. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng keo đa năng các bác. Đây. Đây nó sẽ là một cái dòng keo đa năng như này các bác. Đây, một dòng keo đa năng như này. Con này thì các bác có thể sử dụng để dán đồ trang sức này, dán quần áo, dán cốc nước, nói chung là dán đa chức năng hết. Giá thì sẽ là 20.000 cho 3 lọ nhé, 20.000 cho 3 lọ. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo là 1, 2, 3 như này, 3 lọ như này. Các bác lên cho em là keo vàng nhé. Đấy, keo vàng, giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 típ nhé, 20.000 cho 3 típ keo vàng như này. Đấy, các bác có thể mua để mình sử dụng, 20.000 cho 3 típ keo vàng, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã cho em là keo vàng, giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 típ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình xịt nhớt, bình tra dầu nhớt nhé. Giá thì sẽ là 45.000, 45.000 cho một con bình như này các bác này. Đấy. Giá của nó sẽ là 45k nhé, 45k cho một con bình như này. Đó. Con này của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng hợp kim nhé, hợp kim. Bên ngoài thì sơn tĩnh điện. Dung tích của nó sẽ là 250ml. Con này thì cái đầu vòi này nó có thể ngoắt nghéo được này, ngoắt nghéo được rất là tiện này. Ngoài ra thì khi mà các bác lật ngửa như này nó cũng không bị đổ, tại vì nó là cơ chế xi lanh. Thì khi nào các bác bóp thì xi lanh nó mới ấy nhá, xi lanh nó mới mở thì nó mới xịt. Còn lại là nó sẽ ở chế độ bình thường. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là dung tích 250ml. Giá của nó sẽ là 45k. Tiếp theo đó là cái băng keo điện nhá. Băng keo điện thì bên shop bán lẻ sẽ là 10.000 cho một cuộn như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Giá thì một cân sẽ là 80k nhá, 80k trên 1kg. Còn 10k trên một cuộn như này nhá, 10k trên một cuộn như này. Các bác có thể mua lẻ hoặc là mua nhiều tùy theo. Đấy. Hàng băng dính của Nhật này thì nó là hàng siêu mỏng siêu dai các nhá. Hàng bãi Nhật siêu mỏng siêu dai và siêu dính cho bác luôn. Đấy, siêu mỏng siêu dai siêu dính nhá. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là băng dính điện nhá. Đấy, đây các này. Siêu mỏng siêu dai siêu dính luôn. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn nhá. Đó. Giá sẽ là 10k trên một cuộn này, còn là 80.000 một cân các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó thì vẫn là chương trình quay số trúng thưởng nhé. Các bác cứ bình luận video và lượt bình luận của bác trùng với kết quả xổ số miền Bắc là sẽ có quà đó nhé. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn. Nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới, đó là cái bàn bóng của nhá. Đấy. Bàn này thì chúng ta dùng để mình chơi cho trẻ em và người lớn. Đấy. Chiều ngang của nó sẽ là 25 cm.
và chiều rộng của nó sẽ chiều dài của nó sẽ là 50 cm nhé. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình, và chiều cao của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 20 cm. Cái này các bác dùng để thể thao chơi linh tinh, có quả bóng ở đây, sau đó thì các bác sẽ chơi. Cái này thì em đang lắp ráp giả thôi, nó sẽ có tay nắm hai bên nữa để mình chơi thể thao, đồ trong gia đình với con cháu nhà mình khá là ok luôn. Cho anh cái ví xanh, cái ví nâu luôn đó. Thì đây nó sẽ là có một quả bóng như này mà các bác đánh qua đánh lại nha, các bác có thể chơi 2-3-4 người tùy theo đó. Giá thì bộ này đang gửi tới các bác với giá đó là 400.000 nha, 400.000. Đấy, lên mã giúp cho em là bàn bóng nhá. Đấy, lên cho em là bàn bóng này. Đấy, lên cho em là bàn bóng nhá. Bàn chơi bóng này. Bàn chơi bóng, giá của nó sẽ là 400k nhá. 400k cho các bàn chơi bóng nha. Cái này thì khi nó gửi đến cho các bác là sẽ rời và về nhà các bác lắp ráp vào. Các bác lên mạng các bác xem để lắp ráp, nó cũng dễ lắp ráp thôi. Đây em sẽ cho các bác xem cái video thực tế người ta sử dụng luôn. Các bác này. Đấy, lắp ráp lên xong chơi nó sẽ như này, rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện không nhá. Đó. Giá thì sẽ là 400k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là Nike bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là tất của thương hiệu Nike. Đấy, thương hiệu Nike của Nhật nhá. Đấy, gọi dân gian là Nike, còn nó là hàng Nike. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng như này nhá, màu đen và màu trắng như này đó. Giá thì một hộp này, một thủy này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá, 10 đôi tất như này. Hàng thì rất là đẹp và chất lượng cho bác luôn. Đấy, mỗi thủy của nó sẽ là 10 đôi. Đấy, nó sẽ có màu trắng và màu đen. Thì đây, đấy, nó sẽ là như này các bác này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Hàng co giãn 4 chiều, chống thấm hút, chống thấm mồ hôi cực kỳ là tốt nhá. Co giãn 4 chiều, thấm mồ hôi rất là tốt luôn, rất là sạch sẽ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k. Các bác lên cho em là tất vỉ 10 nhá. Đấy, lên cho em là tất 10. Tất 10 thì nó sẽ có màu đen và màu trắng như này. Đấy, lên cho em là tất 10 nhá. Đó, lên cho em là tất 10 đen này hoặc là tất 10 trắng này, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ 10 đô. Đấy. Nó là vỉ 10 đô cho nên là bên em lên nó là tất 10 luôn nhá. Có màu đen, có màu trắng. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác nhé. Đấy, tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là Nike bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp của nhé. Đấy, vòng vàng điều hòa huyết áp các bác này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái vòng mà nó sẽ có kèm theo các cái hạt nam châm từ trường nhé. Đấy, các cái hạt nam châm từ trường như này. Thì các cái hạt nam châm từ trường này nó sẽ giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, máu huyết lưu thông các nhá, kinh mạch ổn định các bác này. Đấy, đeo vào thì nó vừa là vòng trang sức này, vừa giúp cho các bác điều hòa huyết áp, máu huyết lưu thông luôn. Giá thì một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, 50.000 các nhá. Đấy, vòng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì cũng siêu tốt cho bác luôn, chỉ có 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Lên cho em là vòng vàng này, đấy, vòng vàng điều hòa huyết áp của Nhật nhá, giá của nó sẽ là 50k trong cái vòng như này nhá, 50.000 trong cái vòng như này, đó, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, chỉ có 50k thôi, 50k các bác nhá, đó, giá của nó sẽ là 50k, vòng vàng điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50.000, đó, sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ sản phẩm bộ ví nhá. Thì em sẽ đi từ cái loại vừa tiền nhất đó là ví nâu này. Đấy, cái này có lên cho là ví nâu, giá của nó sẽ là, cái này thì có lên cho là ví nâu, giá của nó sẽ là 40k nhá. Ví nâu, giá của nó sẽ là 40k cho một con ví nâu như này. Đây. Đấy, ví này sẽ là ví nâu này, giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc này. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, một cái kìm để cắt da chết này. Và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm luôn. Đó. Lên cho em là ví nâu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k. Hàng nhỏ xinh, gọn nhẹ. Đấy, các bác có thể sử dụng tùy theo nhu cầu mục đích này. Ví nâu nhá. Tiếp theo là đến ví hồng nhá. Cái này thì các bác lên cho em là ví hồng nhá. Ví hồng này. Giá của nó sẽ là 60k cho con ví hồng như này nhá. 60.000 cho một chiếc ví hồng như này. Đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là cũng đầy đủ trọn bộ này. Bấm móng này rồi cắt móng tay này rồi là cắt khóe này. Đấy, nhưng nó sẽ to hơn một chút nhá. Đấy. Tiền càng nhiều thì hàng sẽ càng chất lượng hơn. Đó, đây các bác so sánh này. Đó, to hơn, chất lượng hơn, nhiều chi tiết hơn. Đấy. Ví hồng thì giá của nó sẽ là 60k cho một bộ ví hồng như này.
Tiếp theo lên cho các bác cái bộ ví xanh. Đấy, to hơn, đẹp hơn và cao cấp hơn. Đấy, túi da, túi giếc xịn sò cho bác luôn. Lên theo là ví xanh nhá. Con này sẽ là 100.000. Đấy. Ví xanh thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái bấm móng luôn. Nguyên cái bấm móng là nó sẽ có cho các bác là 4 chiếc nhá. Đấy. Lấy bóng vào đá đi. 4 chiếc bấm móng này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 4 chiếc bấm móng này. Rồi là các cái phần này, nạo gót chân này, rồi nạo gót chân, rồi mài gót chân, rồi nói chung là lấy dái tai này, nặn mụn này, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là, các bác lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Ví xanh giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Thì em có 3 mẫu, ví hồng, ví xanh và ví nâu, tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác nhá. Cái này thì các bác lên cho em là ví xanh này. Ví xanh giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ ví xanh như này. Đấy. Ví hồng này thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái ví hồng như này nhá. Đá hẳn vào trong nhá. Ví hồng 60.000 nha. Đấy, ví hồng 60.000. Còn đây là ví nâu này. Ví nâu của nó thì nó nhỏ xinh hơn, gọn gàng hơn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k trong cái ví nâu này thôi. Đấy, con nào thì cũng sắc bén như nhau, chỉ có cái là nó nhiều chi tiết hơn và nó đa năng hơn nhá, đa năng hơn. Đấy, ví hồng, ví xanh, ví nâu. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt coi nhá. Đấy, à khăn lau bếp nhá, coi lên cho là khăn lau bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 cái. Hàng này của bên em thì nó là hàng đại, hàng to đấy. Chất liệu của nó là bằng sợi bông tự nhiên nhá, thấm hút nước cực kỳ tốt. Các bác dùng để lau bàn ghế, lau bát đũa, lau bàn, lau tay, ăn cỗ ăn bàn, mình mỗi người phát cho mỗi người một chiếc, mình lau tay rất là tiện luôn. Đó. Một bịch này của nó sẽ là 10 cái nhá. Bịch này sẽ là 10 cái. Giá sẽ là 25.000, cỡ to, cỡ đại luôn các nhá, cỡ đại. Đấy, hàng to dày dẫn chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cái bịch khăn bếp như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn bếp nhá. Đấy, dùng để lau trong nhà bếp thì lên mã giúp cho em là khăn bếp nhá. Đó. Khăn bếp giá của nó sẽ là 25k trên một bịch. Đấy, 25k trên một bịch như này. Một bịch nhá. Đấy, 25k một bịch 10 cái nhá. Đấy, một bịch 10 cái, giá sẽ là 25.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn các bác lên đã giúp cho em là nó sẽ là một cái dòng đèn hộp nhôm nhá, đựng trong cái hộp nhôm như này. Lên cho em là đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm. Đấy. Nhiều không? Hỏi nó nhiều hàng không? Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Đấy, 100k nhá. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là và lấy chìa khóa trên bàn, một cái dây móc này, một dây móc này, một cáp sạc này. Đấy, dây này như là dây như kiểu dây móc khóa luôn. Một dây móc khóa này, có cáp sạc này. Kèm theo cho các bác sẽ là một con đèn như này. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái cứ để ngoài đây đi. Bà chờ 2 phút, một cái bật lửa như này. Đấy, một cái bật lửa như này nhá. Nó sẽ có là màu trắng này, màu vàng này và màu đỏ này. Đấy, rồi có cảnh báo SOS này. Và đây thì nó sẽ có tính năng là bật lửa nhá. Bật lửa thì các bác cứ giữ lì này là nó sẽ lên này. Đấy. Giữ lì này sẽ lên bật lửa này. Đấy, và các bác nhấn là nó sẽ tắt này. Đấy, các bác nhấn này là nó sẽ tắt. Đấy, nó sẽ đơn giản vậy thôi. Đó, thì một con đèn như này. Đấy. Các bác giữ lì là nó sẽ lên nhá, lên đèn là nó lên này. Đấy, khi nó lên rồi thì các bác chỉ cần nhấn này là nó sẽ tắt này. Đấy, nhấn này là nó sẽ tắt luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn bật lửa như này. Giá của nó sẽ là 100k. Lên mã giúp cho em là đèn hộp nhôm nhá, đèn hộp nhôm. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn hộp nhôm như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăm chỉ nha khoa nhá. Lên mã cho em là tăm chỉ nha khoa. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một hộp này của nó bao gồm là 50 chiếc nhá. 50 chiếc như này là một vỉ này là 3 hộp này. 3 hộp nhá. Đấy. Giá là 20k trên 3 hộp như này. 20k trên 3 hộp nhá. Đấy. 20k trên 3 hộp, 3 hộp là một vỉ như này. Đấy, và giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 20.000 trên 3 hộp nhá. 20k trên một vỉ 3 hộp như này. Một hộp này 50 chiếc như vậy là mua một vỉ này là 20.000 là vào gồm 150 chiếc luôn. 20.000 bao gồm 150 chiếc cho các bác sử dụng, đầy đủ các tính năng và công năng sử dụng cho bác luôn. Riêng cái tăm chỉ nha khoa này thì dùng cho các bác để chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đấy, các bác dùng cái tăm thường thì rất là hại đến răng lợi nhá. Những cái này thì rất là sạch sẽ luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cái hộp tăm thông minh nhá. Lên mã giúp cho em là hộp tăm thông minh. Cái này thì cũng rất là tiện để cho các bác sử dụng này. Đấy. Ở đây nó sẽ là một cái dòng hộp tăm mà nó sẽ có cho các bác là các bác chỉ cần là rút cái này ra này. Đấy. Rút cái này ra, bỏ tăm vào đây thì mình khi mình nhấn như này là cái tăm nó sẽ đẩy ra nhá. Nó rất là tiện luôn.
và giá thì khá là hợp lý cho bác luôn. Một hộp tam thông minh như này giá sẽ là 15.000 nhá. Đấy, đây các bác chỉ cần nhấn này nó sẽ nhả ra này, đây chính là hộp tam thông minh, giá của nó sẽ là 15k trên một cái nhá. Bác nào lấy từ 3 cái thì giá sẽ là 40k nhá, 40.000 cho 3 chiếc, còn lấy lẻ thì sẽ là 15k một chiếc, lấy lẻ là 15.000, còn lấy cả lấy từ 3 cái trở lên thì sẽ là 40.000 cho 3 cái nhá, 40.000 cho 3 cái hộp tam thông minh như này, giá thì khá là mềm và tốt cho bác luôn. Đó, rồi, ok. Hello các bác nhá, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác một cái sản phẩm rất là mới, đó là cái dòng chăn đũi chuyên phục vụ cho mùa hè và mùa thu. Đấy, mùa đông thì chúng ta cũng đắp được nhưng mà cái này nó sẽ hơi mỏng một chút. Còn chúng ta sử dụng mùa hè và mùa thu thì nó khá là mát. Và bên shop thì về nó sẽ theo lô như này và cái tông màu nó sẽ khá là nhiều màu, nó khoảng 4 màu. Thì bên shop sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, đơn hàng từ trên 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Các bác nào muốn mua, các bác muốn mua hàng trực tiếp thì đến địa chỉ của em là La Sơn Bình Lục Hà Nam. Đấy, đơn hàng từ trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đấy, các bác lưu ý là nhận hàng kiểm tra thanh toán và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Và đã là gọi điện đến thì không nhắn tin nữa để tránh cái việc trùng đơn. Đấy, đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Bên shop về cho bác một cái lô chăn đũi mùa hè cũng như là mùa thu. Dòng này thì nó rất là mát. Nó có trần cho các bác một cái lớp bông rất là vừa phải đây, để tạo cái độ mát khi mà các bác sử dụng. Để tạo cái độ mát khi mà các bác sử dụng. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá đó là rất hợp lý cho các bác luôn. Đây, đây các bác này, đó. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, hàng xuất Hàn Quốc các bác này. Đấy, hàng xuất Hàn Quốc đây, rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Thì nó sẽ là một cái dòng chăn như này các bác này. Đấy. Một cái dòng chăn như này. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt trần máy cực kỳ là kỹ luôn. Đấy, cũng khá là to luôn đó nhá, khá là to luôn. Của nó thì nó sẽ là khá là to như này các bác này, khá là to như này. Đó. Sẽ đo kích thước cho các bác xem. Đó. Nào cầm cho anh tí nào. Cho vào mép. Cho biết. Chiều dài của nó sẽ là 2m1. Chiều dài là 21 các bác nhá. Đó. Chiều ngang thì xấp xỉ 1m8, chiều dài thì xấp xỉ 2m1. Đấy, nói chung là một chiều là ném cho anh cái bút. Bút xanh. Một chiều thì cho anh thử giấy trắng luôn, là giấy ghi đơn. Một chiều là xấp xỉ là 2m1 các bác nhá. Đấy, một chiều là xấp xỉ 1m8. Nói chung là nó sẽ là một chiều 1m1 và một chiều là một chiều 2m1 và một chiều 1m8 nhá. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em là chăn đũi các bác nhá. Đấy, lên cho em là chăn đũi. Đấy. Chăn đũi này. Đấy. Chăn đũi mùa hè nhá, chăn đũi mùa hè. Đấy, chăn đũi mùa hè giá thì sẽ là 195k nhá, 195k cho một chiếc chăn đũi mùa hè như này. Rất là đẹp cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó. Cái này thì bên trong của nó sẽ có trần một cái lớp bông, một cái lớp bông tự nhiên vừa phải để khi các bác nằm thì nó sẽ rất là đắp thì nó sẽ rất là êm. Đây, chất liệu bông tự nhiên đây các bác này. Đó, chất liệu bông tự nhiên đây. Đấy, chất liệu bông tự nhiên nhá. Đó. Thì nó sẽ trần cho các bác một cái lớp bông như này. Đó, và nó sẽ có hai mặt nhá, sẽ có hai mặt. Đấy, tất cả đều có hai mặt, một mặt sẽ là hoa văn và một mặt là mặt thường như này nhá. Đấy. Để em thử xem một chiếc nữa xem nào. Nó sẽ là một mặt hoa văn và một mặt thường để cho các bác sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó, đây. Đây, còn cái màu cái này thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi các bác nhá, gửi màu ngẫu nhiên thôi. Tại vì nó cũng khá là nhiều màu, nó có 4-5 màu cơ. Một chiều của nó sẽ là một xấp xỉ 1m8 và một chiều là xấp xỉ 2m1. Đấy thì nó đều là có hai, đều là có hai lớp như này các bác nhá, đều là nó có hai lớp như này hết thôi nhá. Đấy, nó sẽ có là một mặt là một màu, một mặt của nó sẽ là một màu như này, một mặt là một màu như này và một mặt là nó sẽ là như này các bác nhá, nó sẽ là màu như này các bác này. Đó thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Đấy thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên thôi. Đấy, thì nó sẽ là một mặt là một màu hoa văn như này,
và một mặt là một màu như này. Cái này mà các bác đắp mùa hè này mà đắp điều hòa thì thôi rồi luôn, nó cái độ dày của nó vừa phải này, đắp điều hòa thì nó sẽ không bị bí, không bị nóng các bác nhé, không bị bí, không bị nóng. Và hàng thì nó sẽ là hàng xuất Hàn Quốc cho nên là các bác yên tâm sử dụng luôn. Đó, đây các bác này, toàn bộ chữ Hàn Quốc hết nhá. Đó. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000. Lên mã giúp cho em là chăn đũi mùa hè, giá sẽ là 195k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đấy, cùng cái hàng của Hàn Quốc luôn. Thì nó sẽ là khăn tắm Hàn Quốc này. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc. Một chiếc khăn như này, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm, tức là 70 nhân 1m4. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 40k cho một con khăn tắm như này nhá. Bình thường các bác ra chợ mà mua một cái khăn mặt không đã 15-20 nghìn rồi, mà một cái khăn nhặt mặt nhỏ xíu. Đây, một cái khăn tắm Hàn Quốc như này, chất liệu bằng sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, sợi bông tự nhiên siêu thấm hút và rất là mềm mại luôn. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt các nhá, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, chỉ có bằng một bát ở Hà Nội thôi. Và Hà Nội có chỗ bây giờ nó bán 50.000 các bác nhá. Đó. Đây các bác này. Đấy. Cực kỳ là dày luôn các bác nhá, rất là dày các bác, không mỏng đâu các bác nhá, rất là dày luôn này. Rất là dày luôn và của nó sẽ là một mặt là mịn này, một mặt là thô như này. Chất liệu của nó 100% là sợi bông tự nhiên, thấm hút nước rất là tốt, lau thì khá là thích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Đó. Giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Bên em bán cả hai mẫu đó là khăn mặt và khăn tắm, cho nên các bác lên đúng mã cho em. Đó. Thì con này nó sẽ là khăn tắm Hàn Quốc này. Lên mã cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đó. Kích thước của nó sẽ là bộ 70 nhân 1m4 các bác nhá. 70 nhân 1m4. Khá là to và dày dẫn chắc chắn các bác này. Đấy. Đây, các bác xem này. Đấy, rất là thích luôn nhá. Sờ vào rất là mượt mát nhá, mượt mát và êm ái này. Đấy. Các bác có thể mua để sử dụng trong gia đình nhà mình, mỗi người một chiếc, mỗi người một chiếc. Mình không dùng chung lẫn lộn, mỗi người một chiếc cho nhá. Đấy. Và nó máy viền như này rất là kỹ, không sợ bị bong hoặc là bị chảy các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì khá là hợp lý cho các bác, chỉ có cho các bác là 40k thôi. Các bác nói chung là cái giá này em bán là giá tại kho, giá thanh lý, cho nên các bác mới có giá này thôi, chứ còn các bác em đố các bác chả các bác đi đâu mua được một cái khăn tắm to như này mà giá chỉ có 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khăn mặt các nhá. Đấy, khăn mặt này thì giá cũng cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, thì giá là 20.000 ba chiếc nhá. Đấy, bên shop bán cho các bác sẽ là 20.000 ba cái khăn mặt như này. Kích thước của nó sẽ là 50 x 30. Kích thước là 50 x 30, nó sẽ là một cái kích thước của những cái mẫu khăn mặt phổ thông. Đó. Chất liệu của nó thì cũng là bằng sợi bông nhá. Một mặt thì nó sẽ là trần, nó máy theo kiểu máy hơi xù như này, và một mặt thì nó sẽ là mượt hơn. Đó. Và giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Giá của nó sẽ là 20.000 cho ba cái. Còn bác nào mua cả bịch thì 10 cái 60.000 quá nhá. 10 cái là 60.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 20.000 ba chiếc. Hàng cũng là sợi bông của Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Mua lẻ thì bên em bán từ 3 cái trở lên và giá sẽ là 20.000 cho 3 cái. Đấy. Lên cho em là khăn mặt nhá. Đấy, khăn mặt này. Cái kia là khăn tắm, còn cái này là khăn mặt nhá. Các bác lên đúng tên cho em. Đó, khăn mặt. Giá của nó sẽ là 20k bằng 3 cái này. 20k bằng 3 cái. Đấy, còn là 60k. 60k là bằng 10 cái. Đấy, tức là một bịch như này. Đấy, một bịch như này thì sẽ là 60.000. 60k trên một bịch như này nhá. 60k trên bịch 10 cái nhá. Đấy, thì tùy theo các bác mua combo thì mua, mà mua lẻ thì mua nhá. Đó, rồi, ok. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là không nhận hàng nhá. Đó. Hàng về ngập tràn shop để gửi tới quý các bác, chị và các bạn luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác một cái ổ điện mẫu mới này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chân cắm dẹt các bác này, chân cắm dẹt. Chiều dài của dây thì nó vào khoảng là 1m3. Còn tổng chiều dài từ đầu ổ này đến hết dây thì nó là 1m5 nhá. Con này của nó thì nó sẽ là hàng cao cấp, có cho các bác là tới tận 4 cổng USB luôn. 1, 2, 3, 4 cổng USB như này các bác nhá. Đó, và có công tắc đóng ngắt nhá. Có công tắc đóng ngắt như này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em là ổ trắng, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy.
Lên mã giúp cho em là ổ trắng nhá, ổ trắng này. Giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho con ổ trắng như này. Đấy thì bên shop có dòng ổ xanh và ổ trắng thì tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Con này của nó sẽ có cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 ổ cắm luôn các bác nhá. Dòng này thì nó là quá là cao cấp rồi. 6 ổ cắm này, 1 2 3 4 ổ USB này. 6 ổ cắm, 4 ổ USB các bác nhá. Hàng cực kỳ cao cấp cho bác luôn mà giá thì cực kỳ là chất nhá. Giá thì chỉ có 90k thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là ổ trắng nhá, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 90.000 các bác. Giá thì hàng này lô này về giá khá là tốt cho bác luôn. Đấy, ổ trắng đây em sẽ cắm điện vào cho các bác xem này. Đó, đây. Cắm điện vào có nhá. Đó, đây. Nó sẽ có công tắc đóng ngắt như này các bác này. Đấy. Và nó sẽ có đèn báo, và đèn báo của nó thì nó sẽ nằm ở cái cổng USB này các bác nhá. Nằm ở cái cổng USB này luôn. Nó cũng rất là tiện đây. Cổng USB nó sẽ có cái đèn LED màu xanh như này các bác này. Các bác có thể sử dụng vừa làm đèn ngủ này, vừa là cắm sạc USB luôn. Đấy, tắt đi thì nó sẽ ngắt các bác nhá. Tắt đi nó sẽ ngắt nhá, còn bật lên thì nó sẽ là cái đèn USB nó sẽ sáng và nó sẽ cấp điện cho toàn bộ cái này luôn. Phần kết nối của nó thì các cái phần chân cắm đôi này của nó đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng vàng cái này các bác này. Đấy. Còn cái phần chân cắm âm này của nó thì nó sẽ là bằng thép. Đấy, còn lại là bằng đồng. Cái này thì cực kỳ an toàn cho trẻ con luôn, kể cả các bác sờ mó vào này cũng không được gì nhá. Đó thì các con này thì các bác lên cho em là ổ trắng, giá của nó sẽ là 90k nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái ổ xanh đây. Ổ xanh thì nó cũng là 1 2 3 4 5 6 chân cắm nhưng nó chỉ có 3 ổ USB thôi. Dây của nó thì cũng dài khoảng 1m2 gì đấy. Và con này thì các bác lên cho em là ổ xanh nhá, ổ xanh. Giá con này thì chỉ có 60k thôi nhá, 60k cho con ổ xanh như này thôi. Con ổ xanh này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, còn con ổ trắng này thì nó nhiều ổ cắm hơn và nhiều ổ USB hơn và nó to hơn. Đó thì giá của nó sẽ là 90k. Còn con này là ổ xanh, giá sẽ là 60.000, ổ trắng này là 90.000. Các bác mua thì các bác có thể lên cho em là ổ xanh hoặc ổ trắng nhá. Đó, ổ xanh ổ trắng này đều có công tắc đóng ngắt, ổ USB và có đèn báo hết nhá. Đấy, con ổ xanh này thì nó cũng có ổ USB, có 3 ổ USB thôi và có đèn báo đây, có đèn báo màu đỏ như này. Đấy, đèn báo màu đỏ như này các bác nhá. Đấy, đèn báo màu đỏ này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác cái dây sạc nhá, thì nó sẽ có là hai loại. Một loại là sạc béo, đây là sạc béo này, sạc béo thì bên em có hai màu, màu cam và màu đỏ như này, màu đỏ cam và màu xanh. Thì các bác bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Thì con sạc béo này giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái em sạc béo như này. Đấy, các bác lên cho em là sạc béo, giá của nó sẽ là 60.000. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng sạc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, ổ cắm của nó thì nó sẽ là một cái dạng đây cũng là ổ cắm và chân USB nó sẽ có đèn báo như này không nhá, có đèn báo như này. Đấy thì lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này thì giá đây có đèn báo luôn các bác nhá. Tất cả đều có đèn báo sáng này các bác này. Đấy, có đèn báo sáng này các bác nhá. Giá thì nó sẽ là 60.000. Đấy, có đèn báo đây các bác này. Đấy, có đèn báo đây. 60k. Còn cái loại này thì nó sẽ là sạc gầy các bác nhá, sạc gầy. Con này thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Chiều dài của hai con này thì nó sẽ lệch nhau, một con thì khoảng 90cm và một con thì nó sẽ là khoảng 1m1 nhá. Đấy. Đấy, con sạc béo thì nó sẽ dài hơn 20 phân, dài hơn 20 phân thì nó khoảng 1m1 các bạn đây. Đấy, đầu sạc đầu xiếc này dây của nó cực kỳ là to luôn, không bao giờ sợ bị hỏng bị đứt và sạc thì nó rất là nhanh vào, sạc rất là nhanh vào các bạn nhá. Đấy, đầu của nó đều bằng inox hết này. Còn con sạc gầy này thì giá chỉ có 30k thôi. Các bác lên cho là sạc gầy giá của nó sẽ là 30k nhá. Đó. Thì đấy em giới thiệu cho các bác là một loạt kết hợp là ổ cắm với lại dây sạc luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng thuốc trị trĩ các bác nhá. Đấy thì dòng này nó sẽ là trị trĩ nội trĩ ngoại đều được hết các bác nhá. Các bác về các bác bôi vào cho em. Đó, nó sẽ là thuộc dạng kem như này. Các bác bị trĩ nội trĩ ngoại thì bôi hết cho em là ok hết nhá. Đấy, các bác bôi trực tiếp vào các cái bố trĩ cho em. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng của thương hiệu Dictamin các bác này. Đấy, Dictamin. Đây, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Nó là thuộc dạng kem bôi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k nhá. Các bác lên cho em là thuốc trĩ nhá. Thuốc trĩ này, đó. Thuốc trĩ, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k. 30k cho một lọ thuốc trĩ như này, một típ như này. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật. Có thương hiệu tên tuổi, tem mác các thứ đàng hoàng. Đấy, giấy hướng dẫn đàng hoàng các bác này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Thuốc chuyên trị trĩ các bác nhá. Đó. Dramatic các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 30k cho một típ như này thôi.
Đây cho em là thuốc trĩ, giá sẽ là 30.000 các bác nhá. Đó. Tiếp tục cái dòng sản phẩm hàng của Nhật thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng này thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Và bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Giá thì nó cũng rất là hợp lý cho bác thôi. Một cái tip kem đánh răng hàng của Nhật như này. Đấy, hàng Made in Japan các bác nhá. Made in Japan. Đây cái chữ này là chữ Made in Japan này các bác này. Về nhà các bác cứ lên Google dịch là nó sẽ ra. Chữ này là Made in Japan. Một lọ này của nó là 70g, 170g nhá. Lên cho em là kem đánh răng Nhật, giá của nó sẽ là 70k cho một tip như này. Bác nào mua 3 tip thì bên em sẽ tính cho các bác giá là 200 và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ là một cái dạng kem như này. Dòng này thì của nó thì chuyên chống viêm nhiễu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Chuyên chống viêm nhiễu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Dạng này thì dòng này của nó là nó không có niêm phong đâu nhá. Đấy. Nó không có niêm phong đâu, cho nên là các bác lưu ý kem của nó thì nó sẽ là kem màu trắng tinh chất như này. Đấy, từ tinh chất gạo và rất là nhiều các loại tinh chất khác. Rất là thơm quá nhá. Đấy, thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, dòng này thì nó sẽ là chuyên chống viêm nhiễu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Kem đánh răng Nhật giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Đó. Ngoài ra thì bên shop cũng có cái kem đánh răng của Hàn Quốc thì chuyên làm trắng răng, giá của nó sẽ là 50.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mic các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mic không dây nhá, mic không dây. Đấy thì con này các bác có cái nút nguồn đây. Đấy, volume mic này rồi có nút nguồn, các bác bật nguồn lên cho em là xong này. Đó. Lên cho em là mic không dây nhá. Đấy, mic không dây. Đấy. Con này thì sẽ có cắm jack 3.5 này, cắm USB rồi đầu cắm sạc vào. Và nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này về các bác cắm sạc vào nhá. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Alo, alo. 1 2 3 4. Đấy các bác thấy không? Cái tiếng alo của nó độ vang rất là mạnh luôn nhá. Đó. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo. Alo, anh đưa em về thăm quê anh, về ngã ba sông rực nắng hồng, sông Châu hiền hòa, sông Nhuệ yêu thương, Hà Nam ơi, sông đáy ân tình. Đó, một cái dạo ca khúc dạo của Hà Nam đất mẹ anh hùng để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Lên cho em là mic dây nhá. Các bác cứ kết nối vào Bluetooth vào, vừa để dùng để nghe nhạc, vừa để dùng để hát karaoke nghêu ngao luôn. Đấy. Lên cho em là mic không dây, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là mic không dây này. Mic không dây nhá, mic không dây. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con mic không dây như này. Các bác có thể dùng để hát này, để nghe nhạc này, rồi là dùng các cái tính năng khác đều là ok hết nhá. Mic không dây giá của nó sẽ là 100k cho con mic không dây như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc nhá. Hàng của thương hiệu Cúc Cu con này. Hàng thương hiệu Cúc Cu Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít sử dụng điện 220V và dung tích của nó sẽ là 1000 điện công suất của nó sẽ là 1500W nhá, điện 220V nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này, ấm siêu tốc này. Ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Hàn Quốc giá thì ấm siêu tốc Hàn Quốc giá thì sẽ là 130k nhá. 130k cho một con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này thôi. Giá khá là rẻ cho các bác luôn. Các bác cứ mua về để mình trải nghiệm, giá rất là ok. Dung tích của nó thì rất là lớn nhá. Hàng này thì nó xuất đi rất là nhiều nước. Hàng của thương hiệu Cúc Cu rất là đẹp luôn. Đây. Korea này các bác, đó Korea nhá, đó đây Korea có nhá, đấy con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, đến từ Hàn Quốc nhá, đấy, rất là ngon lành luôn. Bên ngoài thì bằng nhựa này, bên ngoài bằng nhựa, bên trong thì inox 304, đây các cái thông số của nó đây, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít các bác nhá, đó rất là đẹp các bác này, rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ có 130 cành thôi. Các bác cũng chả đi đâu mua được một cái con ấm siêu tốc mà giá nó hợp lý như này các bác nhá. Hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc, Korea các bác nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để mình đun nước, rồi nói chung là làm các cái
đun nước làm gà rồi, nói chung là ok hết, giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Giá thì bên shop đang gửi tới các con ấm như này. Giá của nó chỉ có 130.000 thôi, quá rẻ luôn các bác nhá. Quá rẻ luôn cho một con ấm siêu tốc đẹp và chất lượng như này. Giá chỉ có 130.000 nhá. Lên cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia cây sâm thịt nhá. Qua lên cho em là cây sâm thịt. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Đấy các bác về các bác chỉ cần là sâm như này thôi đây. Đấy thì cái đầu nó sẽ đẩy xuống này. Đấy nó sẽ đẩy xuống như này. Đó. Lên cho em là cây sâm thịt nhá. Giá của nó sẽ là ở đây thì nó sẽ là có rất là nhiều cái đầu đâm như này các bác này. Đấy, nhiều cái đầu đâm như này. Đó, mình sẽ sâm thịt để mình chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn khá là ok luôn. Đó. Lên mã cho em là cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt giá của nó sẽ là 35.000. Đó, cây sâm thịt này. Cây sâm thịt nhá. Cây sâm thịt giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy các bác cho thực phẩm cho đồ ăn vào, sau đó thì mình sẽ sâm như này coi này. Đấy, sâm như này cho em. Đó, để mình chiên thì gia vị nó sẽ thấm đẫm vào trong nhá. Đó. Đấy các bác thấy không? Đấy mình cứ sâm đều này cho em xong cho gia vị vào. Đó. Giá sẽ là 35.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa số không cần chìa nhá. Các bác lên cho em là khóa số không cần chìa. Dòng này thì bên shop đang để mặc định mật khẩu của nó sẽ là dãy số 0 như này. Thì các bác cứ để mặc định cho em là dãy số 0 là sẽ mở được thôi. Đó còn về nhà các bác muốn đổi mật khẩu thì nó quá là đơn giản rồi. Đây em sẽ chia sẻ chi tiết cho các bác xem. Hàng thì hàng của hãng cực kỳ chất lượng nhá, to, chắc chắn, dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Đây cái ấy của nó sẽ bằng ngón tay út như này các bác này. Đấy cái thân của nó này bằng ngón tay út của em nhá. Đấy rất là to luôn. To khỏe các bác dùng thì khóa cổng, khóa cửa cực kỳ là ok, chất lượng. Hàng chất lượng các bác nhá, hàng chất lượng luôn. Thì đây là hai cái vạch trắng các bác để ý này. Các bác chỉ cần xoay cái vạch trắng này đi này, sau đó thì các bác đổi mật khẩu tí ý nhá. Xoay cái vạch trắng này là xoay hết vòng cho em, xoay hết vòng này. Ví dụ em đổi thành 4 con 9 này. Đấy, sau đó thì em xoay lại thì mật khẩu mới của em bây giờ là 4 con 9 nhá. Đấy, em mở ra này. Còn bây giờ em muốn đổi mật khẩu mặc định về 4 số 0 thì em lại xoay cái này đi này. Đấy, sau đó thì em đổi về 4 số 0 này. Còn sau lại là xong. Đấy còn mật khẩu thì các bác tùy ý các bác nhá. Các bác muốn đổi 2 3 4 5 6 1 2 3 ngày tháng năm sinh đều ok hết. Còn bên shop thì luôn luôn để mặc định là 4 số 0 cho nên là các bác yên tâm. Đấy về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đấy lên cho em là khóa chữ U nhá, khóa chữ U. Khóa chữ U này. Đấy. Khóa chữ U giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho một em khóa chữ U như này, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khóa khoanh đĩa nhá. Con này cũng rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là lắp vào như này là xong này, lắp vào như này là xong. Đó. Đây thì cái khoanh đĩa này các bác sập vào như này là ok rồi. Hàng này thì rất là nhỏ gọn luôn. Khi mà các bác sử dụng thì nó siêu tiện dụng luôn các bác nhá. Đó. Thì ví dụ như là các bác để xe bên ngoài này các bác cứ sập cho em cái khoanh đĩa này vào. Bố thằng trộm cũng chịu luôn. Bố trộm cũng chịu luôn các bác nhá. Rất đơn giản. Con này thì các bác không cần phải dùng chìa, chỉ dùng chìa một lần thôi. Các bác chỉ cần sập vào như này là xong nhá. Rất ok luôn. Đó, giá thì sẽ là 60.000 nhá. Lên cho em là khóa khoanh đĩa này. Đấy. Các bác lên cho em là khóa khoanh đĩa giá sẽ là 60.000. Đó. Alo. Khóa khoanh đĩa này, giá sẽ là 60.000 nhá. Rồi ok. Hello nhá. Nay thì bên phỏng vấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới. Đấy túi vuông bên em lại về các bác nhá. Đó túi vuông lại về cho các bác này. Và rất nhiều mã hàng nữa em lại lên video để gửi tới các bác. Rồi xin chào các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký và chia sẻ kênh giúp cho em. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái túi da bò nhá. Nó sẽ là túi vuông như này các bác này. Đấy nó sẽ là túi vuông như này. Kích thước của nó thì chiều cao khoảng là 25 và chiều rộng là khoảng 22 cm, 20-22 cm. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đó. Đây. Thì nó sẽ có cho các bác là một con túi này, kèm theo cho các bác là quai này, quai cực kỳ là chắc chắn cho các bác luôn. Đây. Quai đây. Quai của nó cũng trần da hết nhá. Dòng này của bên em nó là 100% là hàng da bò tự nhiên không nhá, da bò tự nhiên. Túi phi khóa đều bằng đồng hết. Và các bác lên cho em là lên mã giúp cho em là túi vuông nhá, túi vuông. Đó, túi vuông da bò. Đấy, hoặc lên cho em là túi vuông là được rồi. Tại vì cái này nó chỉ có một mã thôi. Đó, túi vuông da bò cũng được và túi vuông cũng được, rất nhiều ngăn luôn, bên trong cũng có cả hai ngăn nữa luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá khá là tốt nhá. Đấy, giá khá là tốt cho các bác luôn. Một cái mẫu túi như này. Túi vuông này là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên mã giúp cho em là túi vuông giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Đó.
lên cho em là túi vuông này, túi vuông giá của nó sẽ là 180k nhé, 180k cho cái túi vuông như này. Hàng rất là đẹp, và bên shop về thì nó sẽ có hai màu, một là màu xám, hai là màu xanh. Đấy, màu xám hai là màu xanh, có hai màu như này. Thì các bác lấy màu nào thì các bác báo cho em nhé. Đấy, các bác báo cho em là túi vuông màu xanh hoặc là túi vuông màu xám là được. Chất liệu 100% là da bò. Đây. Thì em sẽ test sản phẩm cho các bác xem nhé. Đấy, đây ví dụ như cái khóa này em đưa vào em cào vào này. Đấy. Cào này. Đây. Nó đấy, có theo không hề có một cái vết gì cả. Nói chung là hàng rất chất lượng. 100% là da bò tự nhiên nhé, 100% da bò tự nhiên. Các bác dùng nó chỉ có bạc màu đi thôi chứ không bao giờ bị xỉn hay là bị rách đâu nhá. Đấy, không bao giờ có cái chuyện là bị mốn hay là rách nhá. Đấy, rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là cái chổi tự vắt nhá. Thì bên shop lại về. Con này thì giá của nó chỉ có 100.000 thôi. Về nhà thì các bác lắp đặt rất là dễ dàng thôi. Các bác nó có ba chi tiết như này. Đấy, các bác về có chỉ cần xoáy vào thì em là xong nhá. Đó, nó có ba chi tiết như này, sẽ bao gồm cho các bác là một cái phần này để các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy kết nối vào đây và một cái cán ở đằng sau nữa thôi là xong. Xoay 360 độ luôn nhé, xoay 360 độ luôn. Đây, xoáy cái cán này vào cho em nữa này. Đó, xoáy cái cán này vào là xong. Nó rất đơn giản thôi. Chiều dài của nó khoảng 1m3 nhé, khá là dài luôn. Các bác lau đỡ phải cúi nhiều và có thể lau trên cao được này. Khi vắt thì các bác kéo như này, kéo này là nó sẽ tụt vào các bác này. Đấy, kéo này tụt vào. Lưu ý các bác là khi các bác vắt thì nếu mà các bác về các bác để không thì nó sẽ rất là khó vắt. Để cho dầu lau vào. Đấy, cho dầu lau vào đây và cho nước vào thì cái này nó sẽ mềm ra và nó sẽ dễ kéo hơn rất nhiều. Và những cái dầu nữa mỡ nó sẽ vào đây là nó sẽ dễ kéo hơn so với cái việc là các bác kéo thông thường như này. Đấy, thì tay trái các bác cầm bên này và tay phải cầm cái màu trắng này, đẩy xuống như này là được này. Các bác thấy không? Đây, đây nhá. Đấy các bác này. Đấy, tay trái cầm bên này, tay phải cầm cái màu trắng này kéo này. Đó, các bác thấy không? Là nó vắt kiệt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em là chổi tự vắt nhá, chổi tự vắt. Con này thì chỉ có 100.000 cho con chổi tự vắt này thôi. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100.000 cho con chổi tự vắt như này. Giá thì khá là tốt các bác nhé. Giá khá là tốt cho bác luôn. Đó, và bên shop thì cũng đang có chương trình bình luận có quà nhé. Các bác cứ bình luận 2 số trên video trùng với kết quả xổ số miền Bắc là sẽ có quà. Và đặc biệt là chia sẻ video nữa. Chổi tự vắt. Đây các bạn này. Có thể điều chỉnh làm sạch mọi ngóc ngách như góc tường, trần nhà, cửa sổ. An toàn khi sử dụng do cán dài tới 1,3m nên dễ dàng tiếp cận các vị trí và giúp bạn loại bỏ bụi bẩn một cách đơn giản. Cây lau nhà được trang bị vải lau sợi cao cấp có thể thấm nước nhanh trong vòng 5 giây và có khả năng hấp thụ bụi bẩn rác. Sản phẩm được tích hợp chức năng vắt nước tự động kéo đẩy giúp bạn nhàn hơn và bảo vệ đôi tay của bạn tốt hơn. Thao tác lau quét thật dễ dàng và nhàn nhã. Ngoài lau dọn trong nhà còn rất hữu ích khi quét dọn ở trên xe hơi và các nơi khác. Chiều dài của cây lau nhà có thể thay đổi linh hoạt. Chổi lau tam giác có thật sự tốt. Chổi lau nhà đa năng tự vắt được thiết kế hình tam giác. Đây các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Các bác có thể lau trần này, lau tường này, lau gầm này, xoay 360 độ luôn. Đấy. Lau sạch mà có vết bẩn luôn và tự vắt nhá. Đấy. Bên em có bán kèm thêm cả cái miếng lót này nha. Miếng lót thì nó sẽ là 25.000 cho một cái miếng lót như này nhá. 25k cho một miếng lót như này, các bác có thể mua để mình thay thế nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là cái áo điều hòa. Đấy, chổi tự vắt sẽ là 100.000. Đây, áo điều hòa thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là bên em còn mấy cái nữa thôi, cũng không còn nhiều các bác nhá. Hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là hai quạt này, một pin này, đó, một pin. Đây. Pin cũng là hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Đó, đây. Made in Japan này các bác này. Đó, đây. Pin của nó thì công suất của nó sẽ là 40.000 mAh các bác này. Đây. 40.000 mAh nhá. Đấy, pin cực khủng luôn, 40.000 mAh. Và lô này bên em về thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Seiko này, Seiko, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em là áo điều hòa nhá, áo điều hòa. Đó, nó sẽ có cho các bác là một số cỡ. Đây, dây sạc cái xiếc của nó đầy đủ cho bác luôn nhá. Đấy, dây sạc xiếc đầy đủ luôn. Dây sạc, dây kết nối đầy đủ nhá. Lên cho em là áo điều hòa, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ?
áo điều hòa nhá, lên cho em là áo điều hòa, giá của nó sẽ là 650.000, 650k và bao ship nhá. Nhận hàng các bác kiểm tra test thử và thanh toán giúp cho em. Đó, áo điều hòa. Thì đây là cái bộ pin của nó. Còn đây là cái bộ áo của nhá. Đây. Cái bộ áo này. Áo thì lô này em chỉ còn màu dàn di như này thôi, cũng rất là đẹp luôn. Giày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Áo điều hòa nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop còn mấy quả bóng đây. Quả này thì công suất của nó là, xem quả này là công suất là bao nhiêu watt. Quả này thì công suất của nó hình như là 100W thôi nhá, 100W. Em cũng chỉ còn có mấy quả nữa thôi. Đấy. Lưu ý các bác là khi mà vận chuyển ấy thì nó có thể bị bong cái này ra, thì về nhà các bác lại xoáy lại là xong nhá. Đó, xoáy lại là xong, nó rất là tiện thôi. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 65W thôi nhá, 65W. Giá thì bên shop thanh lý cho các bác một cái quả như này. Đấy. Đấy, nó có thể nó bị bong cái này ra thì các bác ấn vào cho em này, ấn vào cho em. Đó. Hàng thì khi mà vận chuyển thì nó không thể tránh khỏi được. Đó, thì các bác ấn vào cho em này là xong. 65W này. Đấy, em còn mấy quả nữa thanh lý cho bác với giá đó là 50k cho một quả bóng 65W thế này. Đấy, còn mấy quả nữa thanh lý nốt cho các bác. Quả này sẽ là quả 65W nhá. Giá của nó sẽ là 50k. Đó, 50k cho cái quả bóng 65W thế này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Em chỉ còn có 3 quả nữa thôi. Công suất của nó sẽ là 65W. Giá sẽ là 50k. Đó, giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là vòi bạc nhá, nó sẽ là màu bạc như này. Ở đây thì nó sẽ đầy đủ ốc rồi tô vít cho bác này. Đấy, và một con vòi như này. Và nó có thể xoay 360 độ. Xoay 360 độ để các bác lắp vào chậu rửa mặt, chậu lavabo nhá. Đó, đây. Nó có thể xoay 360 độ như này. Và màu của nó là màu bạc nhá. Các bác có thể để mình xoay rồi mình lắp vào trong các cái thiết bị như là vòi chậu rửa mặt này, rồi là đây, con này thì nó sẽ có điều chỉnh cho các bác cả sen được luôn nhá. Đấy. Sen điều chỉnh sen rồi điều chỉnh một vòi nhá, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòi bạc như này. Giá của nó chỉ có 60k thôi. Lên cho em là vòi bạc nhá. Đó, vòi bạc. Giá của nó sẽ là 60k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, khi các bác lắp vào này, xoáy cái này ra này. Đấy, sau đó thì nó sẽ có ấy, ốc luôn. Các bác có thể lắp vào. Nó sẽ như này. Các bác có thể xoay 360 độ này. Dùng để rửa mặt, đánh răng, nói chung là được hết thôi nhé. Rất là tiện luôn. Đây. Đấy, rất là tiện dụng. Xoáy cái đầu này ra, lắp vào. Đấy. Xoay để mình xịt rửa rồi đánh răng rửa mặt. Rất là tiện luôn. Đấy, có theo. Đó, rất ok nhá. Xoay 360 độ lên cho em là vòi bạc, giá sẽ là 60.000 cho một chiếc như này nhá. Đấy, ốc yếc các thứ đầy đủ cho bác luôn. Tiếp theo là lên cho các bác cái khay này thì bên shop lên mã của nó sẽ là khay tủ lạnh nhá. Đấy, lên cho em là khay tủ lạnh. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là trên 10 cm, chiều rộng khoảng 8-9 cm và chiều cao thì khoảng là 6 cm nhá. Đấy, lên cho em là khay tủ lạnh nhá, bằng inox 304 nhá, khay tủ lạnh. Khay tủ lạnh này, đó, khay tủ lạnh. Giá thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái khay tủ lạnh như này. Đó, 30k cho một khay tủ lạnh như này. Giá thì sẽ là 30k cho một cái khay tủ lạnh như này nhá. Và bác nào lấy từ 5 cái trở lên, 5 3 15 là 150 thì bên em tính cho các bác là 5 cái là sẽ là bằng 140 nhá. 5 cái là sẽ là bằng 140k. Đấy, thì sẽ bớt được 10.000. Còn lại là mua lẻ thì sẽ là 30k trên một cái nhá, 30k trên một cái. Lên mã cho em là khay tủ lạnh. Con này thì nó sẽ là bằng inox thôi nhá, bằng inox như này. Đấy. Nó có lô thì là inox 304, có lô thì là inox 316 nhá. Đấy, inox 304 có lô thì inox 316. Nói chung là tất cả các dòng inox 304 hay inox 316 thì đều dùng được cho thực phẩm hết. Đều dùng cho thực phẩm và ăn uống là ok. Dùng không có vấn đề gì nhá. Giá thì sẽ là một cái con khay như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là
30k và lấy 5 cái thì giá sẽ là 140.000. Dòng này của nó thì nó sẽ có nắp đậy. Các bác về các bác có thể bỏ thực phẩm này, thức ăn này, rồi các cái đồ ăn thừa mình sẽ bỏ vào cái khay này, mình bỏ vào tủ lạnh cho em, sau đó thì đậy cái nắp này lại. Nó khá là tiện nhá. Hoặc là các bác có thể dùng để mang cơm, mang thực phẩm, mang thức ăn đi làm cũng được. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín mình bỏ vào đây. Đấy, một hai khay mình chồng với nhau. Một khay cơm, một khay đồ ăn, một khay đồ ăn chín bỏ vào đây là ok nhá. Giá khá là hợp lý cho bác luôn, chỉ có 30.000 cho một cái khay này thôi. 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp cho em là khay tủ lạnh nhá. Khay tủ lạnh giá sẽ là 30.000. Rồi ok. Rồi chào các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước dây 30m các bác nhá. Thước dây 30m đây. Đấy. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác bình luận trên video là tối đa là 10 lần và kết quả bình luận trùng với kết quả xổ số miền Bắc là các bác sẽ có thưởng các bác nhá. Nó rất đơn giản vậy thôi. Đây, thì em lên cho các bác cái thước dây 30m nhá. Các bác lên cho em là thước dây 30m, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 các nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên cho em là thước dây này, đó. Thước dây 30m. 30m nhá. Đó, giá của nó sẽ là 140k nhá. 140k cho con thước dây 30m như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Japan này các bác này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, giá chỉ có 140.000 thôi. Đây Kabushi này các bác này. Đó. Kabushi Japan. Con này thì các bác có thể mua về để mình sử dụng được khá là đa di năng luôn. Bác nào hay sử dụng công việc thợ xây này hoặc là đo đạc nhiều, đất cát các thứ thì mình nên sở hữu một con thước như này cho em. Để mình sử dụng mình đo đạc này, 30m các bác này. Đấy. Số rất to rõ ràng, hàng chuẩn chỉ chất lượng cho các bác nhá. Đấy, đây các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá khá là tốt luôn. Đấy, đây. Từng 1m một này, số rất là rõ luôn nhá. Đấy, 1m là nó sẽ có một cái vạch liền như này. Đấy, cứ 10 phân thì lại có một cái vạch liền như này. Đấy, không dùng nữa thì các bác lại cho vào cho em. Dòng này của nó thì nó sẽ thuộc dòng là sợi vải các bác nhá. Đấy, của nó sẽ là dây của nó là dây vải và phủ cao su non, dây vải phủ cao su non cho nên nó rất là bền, chứ nó không như là cái thước bằng cao su thì các bác sợ nó bị đứt hay là nó bị rách. Đấy, còn dây này của nó sẽ là dây vải và tráng cao su cho nên là rất là bền. Đấy, và khi các bác đo thì là chấm cái đầu thước này là nó cũng đã tính rồi, từ đầu thước này ra đây là 10cm này các bác nhá. Đó, lên thì em là thước dây 30m nhá. Đấy, thước dây 30m, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140k thước dây 30m thế này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái hộp 5 mũi khoan đũa đa năng nhá. Đấy, nó hình cây đũa như này. Hình cây đũa như này và một hộp này của nó sẽ là có 5 mũi. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đũa đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đũa đa năng. Nó sẽ là hình cây đũa như này các bác này, rất là đẹp luôn. 1 2 3 4 5 thì nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000 cho cái hộp 5 mũi khoan đũa đa năng này các bác nhá. Đấy, có lên cho em là mũi khoan đũa đa năng. Hộp của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi và giá thì chỉ có 120k thôi. Khoan được sắt, thép, nhôm, kính. Đấy, sắt, thép, inox các thứ đều được hết nhá, chỉ trừ kính thôi nhá, trừ kính thôi. Đó. Đây. Hộp 5 mũi khoan đũa đa năng. Hộp 5 mũi này. 5 mũi khoan đũa nhá. Đấy, 5 mũi khoan đũa đa năng. Đó, 5 mũi khoan đũa đa năng. Giá sẽ là 120k nhá, 120.000. Đấy, lên cho em hộp 5 mũi khoan đũa đa năng như này. Giá sẽ là 120k để cho các bác mua về mình sử dụng nhá. Đầu của nó là hình mũi khế như này cho nên các khoan được hết trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Trừ kính cho em. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy vắt cam bằng tay nhá. Đấy, lên cho em là vắt cam bằng tay. Đấy. Thì con này rất là tiện luôn, bằng inox 304 các bác chỉ cần đặt lên như này là xong. Đó. Đặt lên như này sau đó thì khi bác vắt quả cam thì nước nó sẽ chiết trong đây và hạt rồi sơ xiếc nó sẽ đọng ở đây nhá. Đó. Và đây nó sẽ có cái phần khuyết như này để các bác rót ra nó rất là tiện. Lên cho em là vắt cam bằng tay nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k thôi. 50k cho con vắt cam bằng tay như này bằng inox 304 nhá. Lên cho em là vắt cam bằng tay này, đó, vắt cam bằng tay. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho con vắt cam bằng tay như này, khá là tiện dụng luôn. Đó. Rất là tiện dụng và các bác có thể sử dụng khá là hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em là vắt cam bằng tay.
Đấy, rất tiện dụng các bạn. Con này các bác có thể sử dụng để mình dùng trong cái sinh hoạt hàng ngày rất là ok. Và giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Đấy, giá khá là hợp lý luôn. Vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vắt cam bằng tay như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ vít này. Đấy. Các bác lên cho em là bộ V46 nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ V46 như này. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, 130.000 cho một bộ V46 như này các bác này. Đấy. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là khá là nhiều các cái chi tiết đầu vít này luôn. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì nó hơi bị sọc sạch một chút thì các bác cũng thông cảm, hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó không tránh khỏi được. Đấy, đầy đủ combo cho các bác bao gồm là đầu lục giác thì nó sẽ có là từ 4 đến 14 nhá. Đấy. Đầu lục giác từ 4 đến 14 này rồi có tất cả các cái đầu để mình kết nối. Đây. Đấy, combo cho các bác đầy đủ như này. Rồi các cái đầu kết nối tay công tay nối dài đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ V46. Giá sẽ là V46, giá sẽ là 130k nhá. 130k thì cái bộ V46 như này. Thì đây, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái đầu tay vít để các bác lắp vít và mình sử dụng nhá. Đấy, lắp vít và sử dụng này. Đấy. Lắp vít và sử dụng thôi. Đó, rất là ngon nhá. Lắp vào thì nó khá là vừa vặn và chắc chắn luôn. Đây. Lắp vào khá là vừa vặn chắc chắn này, các bác dùng để xoáy vít nhá. Ở đây thì nó khá là nhiều các cái loại đầu vít khác nhau. Đấy. Rất nhiều nhá. Đây. Hoa thị lục giác rồi múi khế rồi vuông tròn các kiểu con là điểu luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Hoa thị lục giác vuông tròn múi khế đầy đủ luôn. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cái tay công nhá. Đây. Một cái tay công như này. Đấy. Một cái tay công như này nó sẽ là để các bác sử dụng cả con vít này luôn, cả con vít này các bác cũng sử dụng được nhá. Đấy, con vít này. Con này vừa có xoáy nhanh vừa có đảo chiều luôn, xoáy nhanh đảo chiều luôn nhá. Đấy, tay công này thì vừa sử dụng con vít này. Và các bác cũng có thể là sử dụng cái bộ khẩu này. Đấy, sử dụng cái phần khẩu này bao gồm cho các bác là từ 4 đến 14 nhá, từ 4 đến 14. Đấy, khẩu xoáy nhanh luôn. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái tay nối dài này. Đây, tay nối dài. Thì các bác sử dụng mình dùng con nối dài này được. Đấy. Rất là ok nhá, để mình sửa chữa các cái đồ lặt vặt trong gia đình. Nói chung là con này thì nó cũng vừa tiền vừa mèo thôi. Các bác chỉ có bỏ ra có hơn 100.000 mà đổi lại thì cũng là khá là nhiều chi tiết. Nó có cả các cái phần tay công chữ T như này các bác, tay công chữ T như này. Đấy, để các bác xoáy này cũng rất là ok luôn nhá. Đấy. Tay công chữ T này cho các bác này. Rồi có cả cái phần là gọi là ngoắt ngéo này, con này có thể ngoắt ngéo để các bác đưa vào các cái vị trí khó này. Đấy, nó ngoắt ngéo được. Đây. Đấy, để các bác xoáy ốc xoáy yếc đưa vào cái vị trí khó rất là ok nhá. Đó. Thì combo cho các bác cả một cái bộ vít đa năng như này. Bây giờ các bác mua một cái tô vít thôi cũng đã mất mấy chục rồi. Thế mà combo cả bộ vít cả bộ khẩu như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên mã giúp cho em là V46 nhá. V46. Giá sẽ là 130.000. Bộ này thì nó sẽ tầm khoảng là trên 40 chi tiết. Đấy, lên cho em là V46 giá sẽ là 130k. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sạc dự phòng A nhá. Có lên cho em là sạc dự phòng A. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con sạc dự phòng như này. Giá của nó sẽ là 280.000 và bao ship có kèm thêm một dây như này. Đấy, một con sạc dự phòng cực kỳ chất lượng, hàng nội địa của Nhật. Con này thì bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có tính năng là vừa là sạc nhanh, vừa là có cả dây sạc các kiểu con là điểu luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em là sạc dự phòng A này, đấy sạc dự phòng A. Giá sẽ là sạc dự phòng A này. Dự phòng A giá sẽ là 280k cho một con sạc dự phòng như này và bao ship luôn. Giá này là giá khá là tốt cho bác luôn. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng thông minh các bác, không cần phải dây dợ gì cả, dây nào cũng cắm được. Đây. Đấy, nó sẽ có 3 cổng như này để cho các bác kết nối vào các cái thiết bị này. Đây. Đấy, cắm một phát là xong này. Vào theo. Đó, báo pin này 95% này. Ngoài ra thì các bác có thể là kết nối trực tiếp như là em đây, em có tính năng sạc nhanh, con này nó có báo pin luôn này. Đấy. Đặt một phát này là nó sẽ ăn luôn. Đấy, tính năng sạc nhanh các bác nhá. Sạc nhanh thì chỉ cần đặt vào như này là xong. Đấy, tức là sạc không dây đấy, sạc nhanh không dây luôn. Đó, có theo. Đây. Chỉ cần đặt vào này là xong thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000, hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan các nhá. Đó, Takasio Made in Japan. Đấy, 86% pin đang báo này.
ở đây con này nó sẽ có cả đèn pin luôn. Đây đèn pin của này, các bác giữ lì như này là cái đèn pin nó sẽ lên này. Đấy, đèn này để các bác ban đêm mình sử dụng này. Ngoài ra thì nó sẽ có cổng ra để các bác cắm vào các cái thiết bị như là quạt này, rồi nói chung là các cái thiết bị nó chạy bằng bằng pin. Đấy, bằng pin là đều ok hết, các bác có thể cắm cái quạt tích điện hoặc là nói chung là các cái thiết bị đều ok. Đây, công suất pin của nó sẽ là 20.000 mAh này. Đấy, 3,7V 20.000 mAh các bác nhá. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc dự phòng A, giá sẽ là 280.000 đồng một con sạc dự phòng như này. Bao ship đến tận nhà thì các bác luôn. Các bác nhận hàng, kiểm tra thanh toán nhá, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Sạc dự phòng A, giá sẽ là 280.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cây lấy dấu nhá. Đây, cây lấy dấu đây. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một con cây lấy dấu của Nhật thế này con này, rất là ngon nhá, rất là ngon cho các bác luôn. Đây, hàng 100% là bằng đồng thau nhá. Bằng đồng thau như này. Các bác có thể dùng để mình lấy dấu ở trên sắt, trên thép, trên nhựa đều ok hết. Đây em lấy cho các bác xem này. Đó. Và ấn này là có dấu luôn. Đây, dấu đây các bác này. Đó, và trông dấu ở đầu ngón tay em chưa? Đấy nha, em sẽ lấy cho bác xem nhá. Đó, đây các bác này. Đấy. Ấn này là có dấu luôn. Đấy. Kể cả trên sắt, trên thép đều ok hết nhá. Sắt, thép, gỗ, nhựa đều ok hết. Đây. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Lên mã cho em là cây lấy dấu nhá, cây lấy dấu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40.000 cho một cây lấy dấu như này thôi. 40.000 nhá, 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Khá là tiện dụng luôn. Đấy, 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Các bác nhá. Rất là ngon lành và tiện dụng luôn. Các bác có thể lấy được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Sắt, thép, gỗ, nhựa, da, dùng các kiểu con nào đều được luôn nhá. Lên cho em là cây lấy dấu. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô ấm Hàn Quốc nhá. Ấm Hàn Quốc, hàng của thương hiệu Cucu. Hàng này thì nó sẽ là hàng gia công ở China nhá. Hàng gia công ở China. Đó. Và công suất của nó thì con này sẽ là 2,5 lít nhá. Đấy, 2,5 lít. Dung tích của nó sẽ là 2,5 lít. Và công suất của nó thì nó sẽ là đây. Đây cái thông số của nó đây các bạn này. 2,5 lít này. Đấy, 2,5 lít 1500W nhá. 1500W. Đấy, 2,5 lít là tha hồ các bác sử dụng rồi. Đây. 2,5 lít 1500W. Thoải mái sử dụng, 2,5 lít. Bên trong thì bằng inox sáng bóng này. Đấy. Bên ngoài thì nó sẽ là bằng nhựa cách điện, cách nhiệt. Đây. Rất là ngon lành luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc. Hàng thương hiệu Cucu Hàn Quốc, giá sẽ là 130.000. Đấy, bên em thanh lý giá khá là tốt cho bác luôn. Đó, ấm siêu tốc Cucu Hàn Quốc nhá. Đây. Hàng thương hiệu Cucu Korea vào đây. Đó. Cucu nhá. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho cái ấm siêu tốc này nhá. Rồi, ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới nhá. Trong đó có cái lô đồng hồ bãi Nhật này. Hàng khá là đẹp cho các bác luôn. Đây. Đồng hồ bãi Nhật nhá và rất nhiều mã hàng mới nữa. Thì em sẽ đi vào chi tiết luôn. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó. Vẫn là chương trình quay số trúng thưởng. Các bác cứ bình luận trên một video, các bác có thể bình luận tối đa là 10 lần. Đấy và chia sẻ video thì kết quả trùng với kết quả sổ số miền Bắc là sẽ nhận được quà thôi. Phần quà trị giá 150.000. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Thì bên em về được khoảng 20 con đồng hồ Rolex cộng với lại 10 con đồng hồ Tissot các bác nhá. Đấy, 10 con đồng hồ Tissot. Đây. Con này thì nó sẽ là hàng Tissot đây, hàng Tissot. Dòng này thì nó đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật hết. Hàng này thì nó là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, rất là đẹp luôn. Đấy. Thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là con đồng hồ Rolex các bác này. Đấy. Các bác lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả cái lịch luôn, cả lịch luôn các bác nhá. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường. Đây. Có cả lịch luôn. Các bác điều chỉnh thì điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Đây. Đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex đây các bác này. Đó. Đây. Hàng thương hiệu Rolex các bác nhá. Đó, đỉnh cao luôn, đẹp luôn, mặt sapphire rất đẹp các bác nhá. Đó. Hàng thì nó là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng còn mới tinh thôi nhá. Đó. Thì rất là đẹp luôn các bác, rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua để mình đeo trực tiếp này hoặc là cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Đây. Logo của hãng này các bác này, đây, logo của hãng này. Hàng cực kỳ là uy tín luôn. Đấy, hàng cực kỳ uy tín luôn các bác nhá. Đấy, đây. Đeo vào thì rất là đẹp các bác này. Đấy, một con đồng hồ cực kỳ chất luôn. Đấy.
em đeo lên tay của em này, có thấy không, rất là đẹp luôn nhá. Đó, rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đây em đeo lên tay của em này, rất đẹp luôn. Về nhà các bác có thể cho nhỏ lại hoặc to ra tùy theo cái khổ tay của mình nhé. Nó rất đẹp luôn, mặt bạc dây bạc nhá, khá là đẹp luôn các bạn. Đấy, khóa kiếc của nó rất là ngon lành luôn. Đấy, khóa kiếc rất là ngon lành và ok nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã cho em là đồng hồ Rolex nhé, giá của nó sẽ là 300.000 cho con đồng hồ Rolex như này. Đó, lên cho em là đồng hồ Rolex nhé. Đấy, đồng hồ Rolex này, Rolex giá của nó sẽ là 300k nhé, 300k và bao ship cho con đồng hồ Rolex này. Đấy, tiếp theo là bên shop về cho bác cái con đồng hồ Tissot nhé. Đây, đấy, hàng thương hiệu Tissot này. Con này thì tuổi đời của nó khá lâu rồi, từ năm 1900, từ năm 1853 nhé. Đây cũng là một cái thương hiệu khá là lâu đời các bạn. Mặt này, con này thì mặt cũng là mặt số La Mã, còn con kia là mặt vạch. Đấy, con Rolex này thì nó sẽ là mặt vạch như này, mặt vạch như này nhá. Con Rolex thì nó sẽ là mặt vạch như này, còn con Tissot này thì hàng khá là đẹp luôn, mặt màu trắng rất là đẹp nhá, và mặt của nó là mặt số La Mã nhá. Đây logo này các bạn này, đấy Tissot nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá khá là hợp lý luôn nhá. Đây, đấy em đeo cho các bác xem này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây, rất đẹp luôn các bác nhá. Về nhà thì các bác có thể là tùy chỉnh theo cái cỡ tay của mình, các bác mang ra thợ cắt cho. Con này thì số La Mã và có lịch nhá, có lịch này. Đấy, số La Mã và có lịch như này. Hàng khá là đẹp luôn các bạn. Đấy, của nó cũng là dạng thép thép bạc như này nhá, thép bạc như này. Đấy, đây, mặt phay thép bạc, mặt sapphire nhá, mặt sapphire rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là đồng hồ Tissot nhá, đồng hồ Tissot. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 270.000 cho con đồng hồ Tissot như này. Đó, 270k các bác nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ Tissot nhá. Đấy, đồng hồ Tissot. Giá của nó sẽ là 270k và bao ship nhá. Đấy, con kia cũng là 300.000 bao ship, còn con Tissot này sẽ là 270.000 và bao ship. Đó, thì bên shop về cái con Rolex này được khoảng 20 con, và con Tissot này thì cũng được có khoảng chục con thôi. Cho nên là bác nào mà mua thì nhanh tay giúp cho em nhé. Đấy, mua thì nhanh tay giúp cho em. Hàng về số lượng có hạn thôi. Hàng bãi Nhật, thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Bao bền bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, bao bền bao đẹp cho các bác luôn nhé. Đó, lên mã cho em là đồng hồ có nhé. Đó, đồng hồ Rolex và đồng hồ Tissot. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái cặp lồng hấp nhé. Đây, em đang đun rồi các bạn. Đây, con đang này, con này thì đang sôi khủng khiếp luôn các bạn này. Đấy, các bác theo. Đấy, đó, đang nó sôi này. Con này nó sẽ có hai tầng luôn nhá, hai tầng luôn. Đấy, các bác thấy không? Đang sôi ung ục luôn các bạn này. Đấy, sôi quá trời sôi luôn. Đấy, đây, nó sẽ khi mà đun thì nó sẽ báo đèn đỏ như này các bác nhá. Đây, khi đun sôi nó sẽ báo đèn đỏ như này các bạn này. Đấy, đang sôi rất khủng khiếp luôn này các bạn này. Đấy, các bác thấy nó sôi chưa? Đó, sôi rất khủng khiếp luôn nhá. Đó, này, rất là sôi luôn, em phải, chắc em phải tắt đi rồi, nó sôi quá các bạn. Đó, đây, đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là tổng cho các bác là đi bốn cái khay và nó sẽ sôi liên tục như này nhá. Các bác có thể dùng để mình hấp đồ ăn hoặc là nấu cơm cũng được, nấu cơm cũng ok hết nhá. Các bác cứ cho gạo vào đây, đấy, cho gạo vào cái khay inox này mình nấu cơm như bình thường nhá. Mỗi cái khay này thì dung tích của nó đâu đó vào khoảng là đi 300 ml. Đấy, 400 ml rồi đấy. Tại vì dung tích của cặp lồng này là nó vào khoảng là 2 lít thì cái khay này vào khoảng là 300 ml nhá. Đấy, 300 ml. 3 đến 400 ml các bạn. Đó. Thì 400 thì 44 16 rồi. Đó. Và các bác cứ đặt vào đây là mình đun thôi. Đấy. Đặt vào đây nhá, đun nó hấp thụ nhiệt lên. Đó, thì các bác có thể nấu nướng hoặc là các bác có thể là mang đến cơ quan công sở mình hấp đồ ăn các thứ rất là ok luôn. Đó, giá thì rất hợp lý không nhá. Công tắc của nó đây, đóng vào đây không nhá. Đó, và đây là cái dây của nó này. Đấy, thì chọn bộ sản phẩm như này, các bác lên cho em là cặp lồng hấp này. Nó sẽ có cho các bác là bốn cái như này, là chia làm hai tầng. Đấy, bốn cái chia làm hai tầng khá là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là cặp lồng hấp nhá. Đó, cặp lồng hấp này. Cặp lồng hấp
cặp lồng hấp giá của nó sẽ là 180k cho con cặp lồng hấp như này. 180k cho con cặp lồng hấp như này các bác nhé. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con máy xay khô nhé. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con máy xay khô như này thôi. Đây. Con này thì xay cực kỳ là khỏe luôn. Đây là em sẽ xay gạo cho bác xem nhé. Đấy. Gạo là một cái loại hạt siêu cứng luôn. Đó, mà em sẽ xay bình thường nhá. Đó. Em sẽ xay gạo cho các bác xem. Đây. Đấy. Xay gạo cho các bác xem này, đấy nhá. Đó, đây là em đã bỏ sẵn gạo vào đây rồi nhá. Đấy, bỏ sẵn gạo vào đây em sẽ xay cho các bác xem này. Đó. Đấy. Lưu ý các bác là các cái loại máy này thì mình lên nhấp nhả cho em nhá. Đấy, mình lên nhấp nhả cho em. Khi xay thì mình nên nhấp nhả cho nó ok nhất các bác nhá. Đấy, đây thì đấy em xay có một tí mà gạo nó đã tan ra thành bột như này rồi các bác này. Đấy, gạo tan ra thành bột như này rồi. Đấy các bác thấy không? Đây, gạo đã tan ra thành bột như này rồi các bác này. Đó. Khá là tiện dụng luôn các bác nhá. Đó. Đây, các bác thấy không? Đây. Đấy. Xay có một tí thôi, gạo đã tan nát ra thành bột như này rồi. Rất là ok nhá. Đó. Con này thì nó sử dụng điện 220V và công suất của nó là 700W nhá. Khi các bác dùng thì mình lưu ý cho em là cái công tắc này mình phải đặt vào đây thì nó mới ăn nhá. Đấy. Đấy nó sẽ có cái lẫy như này, có cái lẫy này không này, cái lẫy này. Đấy. Thì mình đặt vào đây nó mới ăn công tắc được. Đó. Đây. Lên cho em là máy xay khô giá sẽ là 120.000, máy xay khô giá sẽ là 120k nhá, 120.000 cho con máy xay khô như này. Đó, đây. Con này thì dung tích của nó sẽ là điện của nó sẽ là 250W. Đấy, xin lỗi các bác vừa bảo 700W là nhầm. 250W điện 220V và 50Hz nhé. Công suất của nó, công suất power của nó sẽ là 250W. Đó, điện 220V. Đó, rồi, ok. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái đá cắt sắt cho nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox. Có lên cho em là lưỡi cắt sắt inox nhá. Đấy. Lưỡi cắt sắt inox này. Đó. Lưỡi cắt này, đấy. Lưỡi cắt sắt này, đấy, cắt sắt inox. Đấy, inox nhá. Đó. Bên shop sẽ bán theo giá bảng như này. Đấy. Một lưỡi là sẽ là bằng 7k nhá. Bên em bán từ 5 lưỡi trở lên. Đấy. À, 50 lưỡi thì là sẽ là 20 lưỡi, 20 cái là bằng 130.000. 50 cái là bằng đi 50 cái là bằng đi 220k và bao ship và 100 cái thì nó sẽ là bằng 380k và cũng bao ship cho bác luôn, tức là mua 100 cái là tính ra chỉ có 3.800 thôi. 3.800 cái lưỡi này thôi. Mà lưỡi của bên em là bán là nó sẽ là dòng lưỡi đỏ của Nhật nhá, lưỡi đỏ cao cấp của Nhật. Đấy chứ không phải là những cái dòng lưỡi thường như các bác vẫn mua ở cửa hàng đâu. Đấy. Lưỡi bên em bán nó sẽ là lưỡi đỏ cao cấp như này. Đấy kích thước của lưỡi đây các bác nhá. Đó. Đầy đủ thông số cho bác luôn, 107 x 1.2 x 16 mm. Đó, 107 là cái hệ lỗ này. Nhân với lại 1.2 x 16 mm các bác nhá. Đó, đây. Các bác theo. Lưỡi của nó là lưỡi đỏ, lưỡi thì nó sẽ có cho các bác là ba dòng lưỡi, lưỡi đỏ, lưỡi xanh và lưỡi vàng. Thì lưỡi đỏ nó sẽ là dòng lưỡi cao cấp nhất nhá. Đỏ là cao cấp nhất và đắt tiền nhất. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con lưỡi đỏ như này. Giá của nó sẽ là bên em bán từ 5 cái trở lên nhá, 5 cái lấy lẻ là 7.000 một cái này, 20 cái 130, 50 cái là 50 lưỡi là 220 và 100 lưỡi là 380.000. Tùy theo nhu cầu các bác lấy số lượng bao nhiêu cũng được. Thấp nhất là từ lấy cho em là từ 5 cái trở lên. Hello chào các bác nhá. Thì nay Phạm Huấn lại tiếp tục về rất nhiều mã hàng mới hay ho để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đấy thì một video các bác có thể bình luận hai con số và tối đa là 10 lần trên một video để nhận được quà các bác nhé. Các bác cứ bình luận video là sẽ có quà. Ngoài việc bình luận thì các bác chia sẻ video lên các nền tảng giúp cho em nhé. Đó là sẽ có quà thôi. Thì các bác cứ bình luận và chia sẻ video, các bác có thể bình luận một video tối đa là 10 lần các bác nhé. Sản phẩm đầu tiên đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái keo dán giày nhá. Hàng này thì bên shop đã bán rất nhiều và đã kiểm chứng rồi. Chất lượng của nó khá là tốt và đợt này thì em sẽ về số lượng cho các bác và giá thì sẽ siêu tốt cho các bác luôn. Đấy. Thì bình thường em đang bán là cái keo giày này giá là 30k nhá. Các bác lên cho em là keo giày này. Đó. Keo giày. Em đang bán là 30k. Đợt này về cho bác giá siêu sốc luôn. Chỉ còn có 20k trên một lọ như này thôi. 20k trên một lọ như này các bác nhá. 20.000 trên một lọ. Và các bác nào mua từ 3 lọ thì giá sẽ là 50k nhá. 3 lọ là bằng 50k. Giá siêu tốt cho bác luôn. 3 lọ sẽ là 50.000. Còn các bác mua lẻ thì chấp nhận là 20.000 một lọ này nhá.
lên cho em là keo dày nhá, keo dày. Giá của nó sẽ là 20k trên một lọ và mua 3 lọ thì giá sẽ là 50.000. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là dạng keo trắng như này các bác này. Đấy, dạng keo trắng như này các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, dạng keo trắng như này. Thì khi mà các bác bôi ấy thì cái keo này nó sẽ là thuộc dạng là khô từ từ nhá, khô từ từ. Cho nên là mình dùng nó rất là tiện. Đấy, dùng nó rất là tiện luôn. Khi mà nó khô từ từ như này thì nó sẽ thẩm thấu vào cái chất liệu dày da và nó sẽ tự nó đông cứng lại, chứ nó không như là cái keo 502 nhá. Keo 502 mình sử dụng thông thường thì nhiều khi nó sẽ bị giòn và mình đi là nó sẽ nứt ra. Đấy. Một lọ này của nó sẽ là 60ml nhá. Đấy, chuyên để dán dày như này. Đấy, cho nên các bác lên cho em là keo dày nhá, keo dày. Giá của nó sẽ là 30k. Đó. 30k đợt này về cho bác, giá chỉ còn 20k cho một lọ này thôi. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy. Hàng test thực tế cho các bác xem luôn. Đây. Đấy. Cắt cả cái dép, cắt cả cái giày ra dán lại các bác này. Đấy. Đây các bác thấy không? Đây. Dán vào phát là ngon lành luôn. Giày dép dán ok hết các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn nhá. Đấy, dòng này nó là dòng keo nó khô từ từ cho nên là khi các bác dán thì cứ để cho em là qua 24 giờ mình hãng đi nhá. Đấy, chứ đừng đi ngay. Đi ngay thì nhiều khi cái keo nó chưa khô hết, nó chưa thẩm thấu vào cái bề mặt của da và các cái phần mình dán thì nó sẽ không được hiệu quả. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Đó, lên cho em là keo dày nhá. Giá sẽ là 20.000 một lọ và bên em bán là 50.000 ba lọ. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái túi thả bồn cầu nhá. Các bác lên cho em là túi thả bồn cầu, một bịch này của nó sẽ bao gồm 10 túi. Mỗi tháng các bác cho em một túi này vào cái lọ đấy. Mỗi tháng các bác cho em một túi vào cái lọ này các nhá. Đó. Thì giá bên shop đang gửi tới. Thì đi găng tay vào. Thì nó sẽ là một túi này của nó sẽ là 10 viên như này nhá, 10 viên như này. Các bác cứ thả vào cái lọ bồn cầu ấy cho em. Đấy là nó sẽ sạch bong luôn. Đấy thì con này nó sẽ có khá là nhiều công dụng này. Đấy, khá là nhiều công dụng cho các bác luôn. Đấy, thì các cái công dụng của nó, đầu tiên thứ nhất là nó sẽ là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này, tẩy sạch này. Đấy. Thứ hai là thơm này. Thứ hai là thơm này. Đấy, hương thơm. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đó, diệt khuẩn. Lên mã giúp cho em là túi thả bồn cầu nhá. Đó. Túi thả bồn cầu. Giá của nó sẽ là 15k nhá, 15k thôi. 15k cho một túi thả bồn cầu như này. Giá khá là tốt cho em luôn nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 15k cho một túi thả bồn cầu như này. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Các bác cứ mua về mình thả vào bồn cầu khá là rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một số cái mã sản phẩm, đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật thì nay bên shop lại về số lượng cho các bác và giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Một con đèn pin đa chức năng không nhá. Một con đèn pin đa chức năng như này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Đó. Đổ mẹ ra cái chỗ đốt để đốt. Hàng made in Japan nhá. Đó đây. Thì nó sẽ là một con đèn pin cảnh sát như thế này, made in Japan này. Đấy. Con này thì độ rọi xa của nó là từ 600 đến 1000 mét này. Đấy, hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Các chức năng chính nhá, bao gồm sẽ là phá kính này. Thứ nhất là phá kính này, thứ hai là nam châm hít này, thứ ba là cắt dây này, thứ tư là sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Thứ năm là tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, thứ sáu là la bàn này. Đấy. Thứ bảy và là còi hú này. Thứ 8 là đèn chiếu sáng này. Đấy, chức năng chính là đèn chiếu sáng này, khá là sáng luôn nhá. Đây, pha của nó rọi các bác này. Đấy, ban ngày mà các bác trông điểm như này. Đấy, nó có thể rọi xa được từ 600 đến 1000 mét nhá. Các bác thấy không chưa? Đó. Qua cam như này thôi chứ còn bên ngày thì nhìn rất khá là khủng khiếp luôn. Đó. Và thứ 9 đó là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng như này. Đấy. Và thứ 10 là cảnh báo SOS nhá. Đó, các bác cứ giữ cái phím lì này cho em, giữ cái phím này lì là nó sẽ lên đèn thôi. Đó, đèn rất là sáng luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Đèn pin cảnh sát Nhật. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 180.000 thôi. 180k cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180k. Đó, ở đây. Lên mã giúp cho em là đèn pin này. Đó, đèn pin cảnh sát Nhật nhá, cảnh sát Nhật. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho em đèn pin cảnh sát Nhật như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái kính lúp cô nhá. Kính lúp thì đợt này hàng lại về số lượng và giá khá là tốt cho các bác luôn. Ở đây thì con này nó sẽ có cả chức năng đèn luôn. Đèn thì về nhà các bác tự lắp pin nhá. Ở đây nó sẽ sử dụng 3 quả pin con thỏ nhỏ. Pin con thỏ nhỏ thì bên shop bán là 5.000 cho 4 viên. Thì các bác cần mua pin thêm thì các bác cứ yêu cầu. Đấy, lên cho em là kính lúp nhá. Con này thì nó sẽ dọi được cả hai mặt các bác này. Đấy, dọi được cả hai mặt luôn. Qua theo. Đây. Đấy, đây các bác này. Qua theo. Đây.
dọi được cả hai mặt luôn nhá. Đó, đây. Đấy bác thấy không? Đó. Thì con này bên shop đang bán cho bác cái giá đó là, các bác lên cho em là kính lúp nhá. Giá của nó sẽ là 60k cho một con kính lúp như này. Đó, 60k cho một kính lúp như này. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn, một con kính lúp hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng và giá thì chỉ có 60k thôi. Con này thì các bác có thể là dọi cái kính to này cũng được mà kính nhỏ này được nhá, và nó sẽ có lắp pin. Đấy, em bên em bán là không kèm pin, 5.000 cho 4 viên pin nhá. Đấy, thì các bác có thể mua thêm kèm pin vào. Lên cho em là kính lúp nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cành trên cao nhá. Kéo cành trên cao. Lô này thì bên shop về hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy. Mùa này thì nó đang là cái mùa để các bác cắt ghép rồi chiết hoa quả các thứ các bác nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy. Nó sẽ bao gồm là một con kéo như này đây. Hàng made in Japan con này. Đấy, made in Japan. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các bác chỉ cần cầm mình kéo này cho em là xong này, kéo cái này cho em là xong. Đó. Rất là ngon luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đầu cưa như này, một cái cưa như này để về nhà các bác lắp đặt vào cái đầu này cho em. Đây lắp đặt vào cái đầu này nhá. Đấy, lắp đặt vào cái đầu này con này. Đấy, lắp cái đầu cưa vào đây để mình dùng mình cưa cây cưa cành khá là ok luôn. Đó. Nó sẽ có cả cái phần lắp cưa cho các bác luôn. Đây. Đấy, các cái phần quai kéo của nó này. Độ hoàn thiện rất là cao. Đấy của Nhật người ta làm cho nên là nó rất là sắc nét và tỉ mỉ. Chất thép chất giếc của nó khá là ngon luôn các nhá. Để các bác cắt những cái cành to thoải mái luôn. Đây. Đấy. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật chữ khắc chìm trên thân luôn nhá. Giá thì siêu tốt cho bác luôn. Lên cho em là kéo cành trên cao nhá. Đấy, kéo cành trên cao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kéo cành trên cao như này, giá của nó sẽ là 130.000 thôi. Đấy. Giá chỉ có 130k cho con kéo cành trên cao như này. Đó. Bác lên cho em là, các bác lên cho em là kéo cành trên cao nhé. Đấy, kéo cành trên cao này. Đó. Kéo cành trên cao. Kéo cành trên cao. Đó. Trên cao giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130.000. Rất đây là rất đơn giản này thôi này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần lắp cho em vào cái đầu một cái sào hoặc là thanh típ, sau đó thì các bác cắt kéo như này. Đấy, đầu cưa thì các bác lắp trên đầu như này. Cắt cành, cắt cây cực kỳ là nhẹ nhàng luôn. Các bác đừng trèo lên cây ngã gãy chân các bác nhá. Đó. Mình cứ ở dưới mình sử dụng thôi. Đó. Nó khá là tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy, rất hợp lý này. Đấy, rất là hợp lý luôn. Đó đây. Giới thiệu các bác một bộ sản phẩm đầu kéo cắt cành cưa cành. Phù hợp với tất cả các bác nhà nào có cây vườn. Sau đây em sẽ cắt thử cho các bác xem. Với những cái cành thừa ở trong vườn, bác có thể cắt tỉa một cách rất đơn giản. Đấy, đấy. Là dưới móc kéo và giật dây thôi. Đấy, các bạn nhìn em làm mẫu này. Đó, cắt rất là đơn. Đó, cắt rất là ngon luôn nhé. Đấy, cành nào to thì các bác cưa đi nhé. Đấy, cành to các bác cưa đi cho em. Đó, rồi ok. Giá chỉ có 130.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy xay tỏi ớt nhé. Đấy, máy xay tỏi ớt mini. Con này thì nó mini nhỏ gọn thôi, có tặng kèm các bác một cái cáp sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 80.000 cho một con máy xay tỏi ớt này thôi. Xay khá là khỏe luôn. Đấy, và có nắp bảo vệ như này, các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo phải vệ sinh máy. Đấy, các bác về các bác cho đây, cho tỏi, cho hành, cho ớt vào đây. Đấy, nó sẽ có hệ ba cái lưỡi như này. Đó, các bác chỉ cần đặt vào này là xong thôi. Cho hành, cho tỏi, cho ớt vào đây. Đấy, đặt cái này vào này. Đấy, đặt cái này, sập đẩy như này. Sau đó thì các bác đậy nắp cái này lại và bắt đầu mình xay. Vừa xay mình có thể vừa lắc này được luôn. Xay tỏi, xay ớt, xay tiêu, xay đa di năng được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con máy xay tỏi ớt như này. Có lên cho em là máy xay tỏi ớt giá sẽ là 80k. Đấy. Máy xay tỏi ớt mini nhá. Đấy. Máy xay tỏi ớt mini. Tỏi ớt mini này. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con máy xay tỏi ớt mini này. Chạy bằng pin và nó sẽ có kèm cho các bác một cái cáp sạc. Đây. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Máy xay tỏi ớt mini. Con này thì nó khá là tiện dụng và sạch sẽ, các bác dùng nó rất là tiện. Đây. Bằng tay à? Xài cái máy này nè. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha. Cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem.
100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, họ bán 100.000 nha, bên shop bán cho các bác giá chỉ có 80k thôi các bác nhé. Bây giờ mình sẽ tổ cái máy này nha. Chào các bác, nay bên shop lại tiếp tục với các bác một số cái mã sản phẩm thì em lại lên để gửi tới các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bóng đèn 6 cánh nhá. Đấy, đèn 6 cánh. Đây. À, con này thì nó sẽ là 8 cánh. Xin lỗi các bác là có lên trên là đèn 8 cánh này. Hàng cực kỳ là khủng bố cho các bác luôn. Một con đèn 8 cánh khủng bố như này các bác này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 200W. Con này thì sáng rất khủng khiếp luôn. Đó. Nên mã giúp cho em là đèn 8 cánh nhá. 2 này, 4 này, 6 8 cánh này. Đó, đèn 8 cánh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em là đèn 8 cánh nhá. Đấy, đèn 8 cánh con này thì lên cho em là đèn 8 cánh này. Giá của nó sẽ là 190k cho một con đèn 8 cánh như này. Công suất của nó sẽ là 200W nhá, 200W, công suất cực khủng cho các bác luôn. Và giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Giá rất tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn 8 cánh nhá. Đây, em sẽ cắm điện vào cho các bác xem này, lắp vào cho các bác xem. Đấy. Siêu sáng luôn các bác theo. Đấy. Rất là sáng luôn nhá. Độ sáng của nó thì khủng khiếp luôn các bác. Đây. Sáng của nó quá khủng khiếp luôn các bác. Đấy các bác theo. Đây. Đấy. Con này thì thôi rồi luôn các bác này. Đấy. Sáng trắng luôn các bác. Đấy. Các bác theo. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con 8 cánh như này. Giá của nó sẽ là 190k nhá, 190k, khá là sáng luôn. Đấy, cái con này thì nó sẽ có thể gập lên gập xuống được không nhá. Đấy. Các bác có thể mang đi để chiến công trình này. Đấy, mang đi để chiến công trình hoặc là làm các công việc đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn 8 cánh, giá sẽ là 190.000. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái bóng đèn 5 cánh nhá. Đó. Đây. Con này thì nó sẽ là dòng 5 cánh này. Đó. Con 5 cánh này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 cho con đèn 5 cánh này thôi. Giá sẽ là 120.000 thôi nhá. 120.000 nó sẽ có 5 cánh này, 1 2 3 4 5 này. Đấy, 120.000 nó sẽ có 5 cánh. Lên cho em là đèn 5 cánh nhá. Đó, đèn 5 cánh này. Giá của nó sẽ là 120k. 120k cho con đèn 5 cánh như này. Giá này là hết giá rồi, giá cực kỳ là tốt cho các bác rồi nhá. Đấy. Dòng này của nó cũng rất là sáng luôn các bác nhá, rất là sáng luôn. Đó, con này sẽ là 5 cánh thôi này. Rất sáng luôn. Công suất của con này thì nó sẽ là 100W nhá, công suất 100W, nó có thể gấp gọn như này. Các bác có thể mang đi mang lại làm công trình công chức rất là tiện luôn. Và độ sáng của nó thì rất khủng khiếp các nhá. Đấy. Rất khủng khiếp luôn. Lên mã giúp cho em là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con đèn 5 cánh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn 4 cánh nhá. Có cả mã đèn 4 cánh cho bác luôn. 4 cánh thì giá nó sẽ mềm hơn một chút. Đấy. Con 4 cánh này thì giá của nó chỉ có 100k thôi. Đó, 100k. Đây các bác này. Đấy. 100.000 cho con đèn 4 cánh như này. Hàng cũng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn các nhá. Đấy. Lên cho em là đèn 4 cánh này. 4 cánh. Con này đang bán 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 90k nhá. 90k cho con đèn 4 cánh như này. Đó. Giá rất tốt cho bác luôn. Con này thì công suất của nó sẽ là công suất thì của nó cũng là 100W luôn thôi nhá. Cũng là 100W luôn, nó cũng bằng với con đèn 5 cánh. Đây. Đấy, nhưng mà nó cũng tương đối là sáng. Đấy, rất là sáng nhá. Công suất của nó thì bằng với con 5 cánh. Đây các bác nhá. Đó, khá là sáng luôn. Đó, và cũng là 100W. Giá thì sẽ mềm hơn một chút. Tại con này thì nó sẽ có 4 cánh thôi nhưng mà nó sẽ tăng cái mắt led lên các bác nhá. Tăng cái mắt led lên. Đấy các bác nhá. Một con đèn 4 cánh như này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Các bác lên cho là đèn 4 cánh, giá của nó sẽ là 90.000 các bác nhá. Đấy, có đèn 4 cánh, có đèn 5 cánh và có đèn 8 cánh. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác nhé. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo dán đa năng thôi nhá. Đấy, keo dán đa năng. Cái keo này thì nó sẽ dán được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Dòng này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Đây, một cái lọ keo đa năng như này có này. Dung tích của nó sẽ là 60g nhá. 60g. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Giá của nó sẽ là 25k cho một lọ như này.
Đấy, và riêng cái dòng keo này thì các bác lấy từ 4 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship. 4 lọ trở lên là bao ship nhá, 100.000 và bao ship cho bác luôn. Còn đơn hàng thì từ 200.000 trở lên bên em mới bao ship cơ. Đây có video thực tế cho các bác xem luôn. Tất cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào, nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Đó thì con này giá rất là tốt nhá, giá chỉ có 25k cho một lọ keo như này thôi. Và bác nào lấy từ 4 lọ trở lên thì bên em sẽ bao ship nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, 25k cho một lọ keo đa năng như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau các nhá. Có lên cho em là máy thái rau. Các bác sẽ được tặng kèm là ba bộ lưỡi như này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là các cái dòng lưỡi bao gồm là lưỡi thái bản to này, lưỡi thái tròn này và lưỡi thái sợi này. Đấy, sợi tròn và sợi vuông nhá, sợi tròn sợi vuông như này. Đó, lắp đặt thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là tháo ra này. Đấy, sau đó thì mình sẽ cái này là cái gioăng ở dưới đít này. Các bác lắp cái gioăng ở dưới đít này vào này. Đó, lắp cái gioăng ở dưới đít này vào. Đó là ok nhá. Đó. Sau đó thì các bác sẽ lắp cho em cái phần cái lưỡi vào đây, lắp cái lưỡi vào đây các bác này. Đấy. Mình lắp cái lưỡi vào đây cho em. Cái bộ lưỡi thì mình sẽ lắp vào đây. Lắp vào đây các bác nhá. Đó. Lắp cái bộ lưỡi vào đây này. Sau đó thì mình đây. Lắp lưỡi vào đây các bác nhá. Đấy, lắp lưỡi vào đây. Sau đó thì mình lắp cái này vào. Lắp cái này vào các bác này. Khi nó quay thì nó sẽ thái cho các bác luôn. Đấy, rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, và nó sẽ có cái tay quay ở đây, các bác lắp cái tay quay này vào là mình sử dụng thôi, rất tiện dụng này. Mình quay như này nhá, quay như này là cái rau nó sẽ rơi ra này. Và đây thì các bác dùng cái này để mình ép cái rau củ quả xuống này. Đấy. Nó khá là tiện dụng luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên cho em là máy thái rau. Con này thì bên shop đang bán là 120k, đợt này về cho bác giá chỉ còn có 100k cho con máy thái rau này thôi. Đấy, giá chỉ còn 100.000 cho con máy thái rau như này. Các bác lên cho em là máy thái rau nhá. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho cái bộ máy thái rau như này, rất tiện dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem vận hành thực tế luôn. Lên cho em là máy thái rau nhá. Máy thái rau này. Đó, máy thái rau củ quả. Giá của nó sẽ là 120k, đợt này về cho bác giá còn là 100k nhá. 100k cho con máy thái rau như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đây sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây ngoài ra đang 4 chim một này không? Thái được tam tác bằng 6 loại lưỡi dao thép không gì, thực hiện 4 chức năng: thái lát, thái sợi, thái giảm sợi bằng nghiền bột, cắt cắt mỏng như giấy. Mỗi vòng thái được 44 sợi, mang nghiền như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nạo thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo chút nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chứa lớn hơn cân mọi xay rau củ, không lo đứt tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Đấy, rất là tiện dụng luôn nha. Nạo rau củ quả bằng tay có tiện bằng máy thái rau củ quả đa năng 4-in-1 này không? Thái đều tam tác bằng 6 loại lưỡi dao thép không gỉ, thực hiện 4 chức năng: thái lát, thái sợi, thái giảm sợi bằng nghiền bột, cắt cắt mỏng như giấy. Mỗi vòng thái được 44 sợi, mang nghiền như máy xay sinh tố. Nếu trước đây bạn phải dùng tay nạo thì giờ có tay cầm cơ học quay đã nhanh, thái còn nhanh hơn mà không tốn tẹo chút nào. Đặc biệt ở phiên bản nâng cấp 2022 diện tích chứa lớn hơn cân mọi xay rau củ, không lo đứt tay vì có thanh để ép thái đến miếng lát cuối cùng vô cùng dễ dàng. Tinh tế ở điểm là phần đế to hơn trong ngon nhá. Lên theo là máy thái rau nhá, giá chỉ còn 100.000 cho một con máy thái rau này thôi, khá là tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mũi khoan đũa đa năng nhá. Đấy, nó sẽ là hình cây đũa như này. Hình cây đũa như này và đây nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và mũi 12. Hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Kabushi Japan nhá. Kabushi Japan như này. Lên mã giúp cho em là mũi khoan đũa đa năng, mũi khoan đũa đa năng. Ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là 2, 4, 5 mũi. Sẽ có cho bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12 nhá. Đấy. Mũi khoan đũa đa năng. Đấy, giá sẽ là 120.000. Mũi khoan đũa này, đó. Lên cho em là mũi khoan đũa đa năng nhá. Mũi khoan đũa đa năng. Đây. Các bác lên cho em là mũi khoan đũa đa năng này. Mũi khoan đũa này, đó, khoan đũa nhá. Đa năng. Mũi khoan đũa đa năng nhá, đó, đa năng. Giá của nó sẽ là 120k. 120k cho con mũi khoan đũa đa năng như này. Giá siêu tốt cho các bác luôn.
nhặt cái dây gọn vào, đừng cầm bằng cái đầu này. Giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đừng cầm bằng cái đầu ấy, nó giật. Cầm bằng cái dây không thôi. 120.000 nhá. 120.000 cho cái mũi khoan đũa đa năng như này, đúng rồi. Bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan được mọi chất liệu và trên mọi bề mặt nhé. Đấy, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt luôn. Thì nó cũng khá là tiện dụng để cho các bác dùng. Nó là dạng mũi hình mũi khế như này nhá, cho nên rất tiện dụng luôn. Đó. Và sâu trong máy đá, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về có cần sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đệm ghế các bác nhá. Qua lên trên là đệm ghế. Hàng của nó thì nó sẽ là bằng silicone mềm như này, dạng hình than tổ ong nhá, silicone mềm than tổ ong như này. Khi các bác dùng thì độ đàn hồi của nó rất là tốt các bác này, độ đàn hồi co giãn rất là tốt luôn. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên đây mà nó cũng không bị bẹp các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá. Đấy, các bác lên trên là đệm ghế nhá, lên trên là đệm ghế. Giá của nó sẽ là 90.000. Đó, lên trên là đệm ghế này. Đó, đệm ghế. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một khi đệm ghế như này. 90.000 cho một cái đệm ghế như này các bác nhá. Đó. Con này của nó thì nó sẽ được sử dụng là mặt bên trên của nó thì là dệt 3D cho nên là rất là thoáng khí này. Mặt bên dưới thì phủ cao su chống trơn trượt nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Ngồi thì rất là êm, độ đàn hồi cực kỳ là tốt nhá. Lên mã cho em là đệm ghế, giá của nó sẽ là 90.000 các bạn. Đây video thực tế cho các bác xem con đệm ghế này luôn. Đau lưng khi ngồi trong thời gian dài. Được làm từ chất liệu cao su tổng hợp chất lượng cao, đệm lót cao su flex đảm bảo sự êm ái và đàn hồi vượt trội. Đệm cung cấp hỗ trợ tuyệt vời cho cột sống và khớp, giúp duy trì vị trí đúng cho cơ thể. Nó còn giúp cải thiện tuần hoàn máu. Bạn có thể sử dụng đệm trên ghế làm việc, ghế xe hơi, ghế bành hoặc bất kỳ bề mặt nào mà bạn cảm thấy cần thêm sự thoải mái. Hãy trang bị chiếc đệm này để tận hưởng sự thoải mái và êm ái. Đệm lót cao su flex là giải pháp hoàn hảo để cải thiện sự thoải mái và giảm đau lưng khi ngồi trong thời gian dài. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy, giá thì khá là mềm luôn các bạn. Đây, chất liệu của nó này. Đấy. Đàn hồi rất là tốt các bác nhá. Đó, rất êm ái luôn. Các bác có thể làm ghế ngồi trên ô tô này hoặc là trên các vị trí đều ok hết nhá. Ngồi làm việc, ngồi trên ô tô rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, lên trên là đệm ghế nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái ủng đi mưa không nhá. Các bác lên trên là ủng đi mưa thì nó sẽ là một con ủng như này. Một con ủng như này các bác này. Đấy, một con ủng như này, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Có quai đeo quai điếc đàng hoàng các bác này, có quai đeo quai điếc đàng hoàng các bác nhá. Thì con này nó sẽ đi cả giày vào được luôn. Hàng của nó là cỡ to nhá, các bác có thể xỏ giày và giày dép vào được hết nhá. Đấy, thì công năng của con này nó sẽ giúp cho các bác khi mình đi giày mưa thì nó sẽ không bị ướt giày ướt tất, hoặc các bác có thể đi soi đi đánh bắt đều được nhá. Nói chung là đi giày mưa là ok. Đó, cỡ của nó là free size, cỡ khá là to nên là các bác dùng thoải mái, chân to chân nhỏ đều vừa hết nhá. Lên cho em là ủng đi mưa nhá. Đó, lên cho em là ủng đi mưa này. Ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho một con ủng đi mưa như này, 100.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, mình xỏ vào này, có quai đai vào luôn. Đấy, các bác đi mưa gió nước thoải mái luôn nhá. Đấy, lội giúp các bác đi giày xong mình lại bỏ ra, rất là tiện dụng nhá. Đó. Giày của mọi người khi bẩn thì vệ sinh rất là khó, giặt thì rất là nâu khô. Bây giờ mọi người nên dùng cho mình một cái ủng ấy nhá. Khi mọi người dùng thì nó giúp bảo vệ giày chống nước. Đấy, rất là tiện luôn. Đi ngoài trời mưa ấy, giày của mọi người khi bẩn thì vệ sinh rất là khó, giặt thì rất là nâu khô. Bây giờ mọi người nên dùng cho mình một cái ủng ấy nhá. Khi mọi người dùng thì nó giúp bảo vệ giày chống nước. Đấy, rất là ngon nhá. Lên trên ủng đi mưa giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái máy mài gót chân nhá. Máy mài gót chân. Hàng về số lượng và đợt này hàng về giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Một con máy mài gót chân như này các bác này. Đấy, rất là khỏe luôn nhá. Có tặng kèm dây sạc và thêm một viên đá nữa luôn. Đấy. Nó sẽ có hai số, số 1 và số 2 nhá. Đấy. Số 1 và số 2 như này các bác mài này. Đấy, các bác gót chân, gót tay này da khô nứt nẻ rồi các cái vị trí da này các bác mài đi xem. Một thời gian sau thì nó sẽ hết các cái da khô đi nhá. Đó đây con này. Đó. Đây các bác mài đi cho em. Đó, mài gót tay, gót chân rồi các cái phần mà mình cần phải mài các nhá. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Đợt này hàng về giá rất tốt cho bác luôn. Trước là 120.000, đợt này chỉ còn giá là 90.000 thôi. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Đó. Máy mài gót chân này. Máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 90.000 cho một con máy mài gót chân như này nhá. Có kèm dây sạc cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm các bác là cả cái cao ngựa như này nhá. Đấy, cao ngựa đây các bác này. Đây, nó sẽ là một cái dòng cao ngựa như này để khi các bác bôi vào
mài xong thì mình bôi vào. Đấy, cái keo này thì nó giúp cho cái da gót chân hoặc là các cái phần da khô của các bác nó được mềm mại nhá. Đấy, được mềm mại hơn và nó sẽ tạo cho các bác cái một cái lớp da non nhá, khi mà nó tái tạo cái làn da bị khô. Đấy các bác nhá. Thì giá sẽ là 30k nhá. Các bác lên cho em là cao ngựa này, cao ngựa giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một lọ cao ngựa như này. Còn con máy mài gót chân là 90.000 nhá. Đơn hàng thì bên em vẫn từ 200.000 trở lên là bên em bao ship nhá. Đây các bác này, đấy da bị khô bị nứt nẻ, các bác đưa con máy này vào các bác mài đi cho em. Đó, mài sạch đi xong các bác bôi cái cao ngựa vào cho em là đẹp hồng luôn. Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, da khô nứt nẻ như này. Các bác đưa vào các bác mài đi cho em. Đó đây, máy đây. Đấy, có tặng kèm các bác cả dây sạc và một viên đá luôn. Đó, mình đưa vào mình mài đi. Gót chân, gót tay rồi da khô nứt nẻ các bác mài đi cho em. Sau đó thì mình bôi cái cao ngựa vào các bác nhá. Đó. Nó sẽ giúp làm hồng da rồi sạch sẽ luôn các bác nhá. Đấy. Đấy. Các bác cắt như này thì mà cạo này sẽ dẫn đến đau chân. Đấy, nhưng mà các bác dùng cái máy mài này mài đi cho em là ok nhá. Đấy. Mài sạch sẽ đi, sau đó các bác bôi cái cao ngựa cái vào là ok. Máy mài gót chân thì giá của nó sẽ là 90.000 và cao ngựa thì giá của nó sẽ là 30.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái khóa chống trộm của Đức nhá. Đấy, coi lên cho em là khóa Đức này. Hàng made in Germany. Con này thì của nó sẽ là tới 4 chìa như này. 4 chìa chống trộm hết các bác nhá. Đây. Đấy, cái khóa của nó thì to bằng ngón tay cái này, ngón tay trỏ này các bác này. Đấy, rất là to luôn. Đấy, nó sẽ có khuy chống trộm này hết nhá. Có khuy chống trộm như này các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái con khóa chống trộm như này, giá của nó sẽ là 150.000 nhá. Đấy, chống trộm chống cắt chìa tròn và có tới 4 chìa cho các bác luôn. Đấy, có tới 4 chìa các bác nhá. Dùng thì cực kỳ là ok ngon lành luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Lên theo là khóa Đức, giá sẽ là 150.000 các bác. Đó. Khóa Đức này. Đó. Khóa Đức nhá, giá của nó sẽ là 150k cho con khóa Đức như này. 150k cho con khóa Đức như này nhá. Khóa Đức chống trộm này con này. Rất là ngon luôn. Giá sẽ là 150k thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Có tới 4 chìa cho các bác luôn, cho nên là các bác tha hồ sử dụng luôn nhá. Đấy, 4 chìa cho một cái ổ khóa như này các bác này. Rất là ok luôn nhá. Đó. Khóa Đức rồi ok. Nay bên shop tiếp tục về cho bác một số mã hàng mới nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay bên shop về cho bác cái nồi lẩu 2 tầng nhá. Các bác lên cho em là nồi lẩu 2 tầng. Con này thì khá là chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V nhá. Nó sẽ có một cái cho các bác một cái khay hấp như này. Một khay hấp và một con nồi lẩu như này. Các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đây, nó sẽ là hàng liền thân như này, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, đây các bạn này. À, đường kính của nó là 28 nhá, công suất của nó là 1000W, nó sử dụng điện 220V. Đây. Đấy, các cái thông số của nó đây các bác nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Của nó thì nó là thuộc dạng chảo đá chống dính luôn. Các bác có thể dùng thoải mái này, công tác của nó chỉ cần bật lên như này là xong. Đó, bật như này là điện nó sẽ lên nhá. Và nó sẽ có 3 số này. Đấy, 1 2 3 on off như này và dây cắm của nó đây. Khi các bác bật thì nó sẽ lên điện các bác nhá. Khi các bác bật thì nó sẽ lên đèn thôi. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp này nữa này. Đấy, bình thường các bác muốn hấp thì các bác cho cái này vào. Đó, còn bình thường các bác nếu mà các bác dùng ăn lẩu thì các bác đậy trực tiếp này cho em. Đấy, đậy trực tiếp như này các bác nhá. Đó. Đậy trực tiếp như này. Đấy, còn các bác ăn lẩu thì các bác lại cho cái này vào cho em. Đó, cho cái này vào cho em. Đấy, rất là ok nhá. Đó. Các bác lên cho em là nồi lẩu 2 tầng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 cho cái nồi lẩu 2 tầng này nhá. Đấy, và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng này. Nồi lẩu 2 tầng. Giá của nó sẽ là 230k. 230k và bao ship đến tận nhà cho các bác nhé. Lên mã cho em là nồi lẩu 2 tầng. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đặt cái khay này vào là xong này. Đó, thấy có chưa? Rất là ngon luôn. Khay này thì các bác dùng để hấp đồ ăn các thứ, còn cái này thì các bác dùng ăn lẩu trực tiếp luôn. Ăn lẩu, rán, chiên, xào, nấu đều được hết nhá. Đấy, nó ôm mâm trực tiếp như này về nhà các bác cứ thế là dùng thôi, rất là tiện dụng. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 230.000 thôi. Lên mã cho em là nồi lẩu 2 tầng nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác là sản phẩm đó là cái chổi tự vắt các bác nhá. Các bác lên cho em là chổi tự vắt này. Con này thì nó sẽ là một con chổi có cho các bác là đây, nó sẽ có cho các bác là một cái phần chổi như này này.
một cái phần chổi như này, xoay 360 độ này. Về nhà các bác lắp cho em cái phần thân này vào này. Đấy, lắp cái phần thân này vào. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cái cán này nữa này. Các bác lắp cái cán này vào. Là tổng chiều dài của nó là tới 1m3 luôn nhá. 1m3 luôn, rất là dài các bác. Đây. Đấy, rất là dài luôn, tới 1m3 như này nhá. Tha hồ các bác sử dụng luôn. Khi các bác dùng thì các bác khi muốn vắt được chổi thì các bác phải cho nước nhá. Cho nước thì nó có xà bông nó trơn, nó sẽ dễ vắt hơn nhiều. Đấy, các bác chỉ cần kéo đều tay cho nên như này chứ, là cái này nó sẽ sập vào này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, kéo đều tay như này. Tay trái thì các bác nắm vào đây, tay phải các bác nắm vào đây. Và các bác kéo như này. Kéo mạnh như này là nó sẽ sập vào, nó sẽ vắt này, nó cuộn tròn như này, nó sẽ vắt kiệt nước cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Cuộn tròn luôn. Thả ra thì nó ra này. Còn khi các bác kéo thì nó sẽ gập vào như này các bác này. Đấy, gập vào như này là nó sẽ hết nước luôn các nhá. Đấy, lên mã cho em là chổi tự vắt. Con này thì bên shop con này nó sẽ xoay 360 độ luôn, rất là tiện dụng luôn các nhá. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, mình chỉ cần cho vào xô hay cho vào chậu là mình vắt đi là xong. Đó, các bác có thể lau sàn này, lau cửa kính này, rồi lau nền nhà này. Nó xoay 360 độ luôn, lau rất là tiện. Đấy, bình thường thì nó sẽ các bác lại phải leo trèo vất vả như này, nhưng mà có con này thì dùng rất là ngon. Ngoài ra thì khi các bác cho xà bông vào thì nó rất là trơn, và cho nước vào nó rất là trơn, lau nó rất là thích các bạn. Đó. Lên cho em là chổi tự vắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là chổi tự vắt nhá. Chổi tự vắt. Chổi tự vắt. Hay còn gọi là chổi tam giác cũng được. Chổi tam giác cũng được nhá. Giá của nó sẽ là bằng 100k nhá. Đấy, chổi tam giác giá sẽ bằng 100k cho con chổi như này. Lưu ý các bác là cái này thì nó không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mà nó rất là cồng kềnh, cho nên là khi các bác đặt hàng thì chắc chắn lấy thì hãng đặt nhá. Còn nếu mà cảm thấy đặt cho vui thì mình không nên đặt. Bên em có bán kèm cái miếng lót này nhá. Miếng lót này thì nó sẽ là 25.000 cho một miếng như này. Đấy, 25.000 cho một miếng như này. Các bác có thể mua để mình thay. Đấy, để mình thay nhá. Đấy, cái miếng lót này thì sẽ bán kèm cho bác là 25.000 một miếng như này. Đấy. Vứt cho anh cái miếng lót. Chu gầm. Miếng lót gầm. Đấy, nó sẽ là một cái miếng lót giờ như này nhá. Bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá là 25k, nó có sẵn cái móc này luôn. Về nhà các bác chỉ cần đeo vào là xong. Đấy. Giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một cái miếng lót như này. Lên trên là miếng lót nhá. Giá sẽ 25k, các bác có thể mua kèm. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, một bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là bao gồm cho các bác là 5 chiếc nhá. Đấy, các bác lên cho em là khay inox siêu mỏng, tại vì cái dòng này nó khá là mỏng quá. Đấy, khá là mỏng, nhưng các bác dùng thì nó cũng rất là vừa xinh. Đó, giá chỉ có 70k cho 5 cái như này thôi. Đấy, 5 cái như này, và nó sẽ có cho các bác là đầy đủ nắp đàng hoàng nhá. Có đầy đủ nắp cho các bác đàng hoàng. Đây, đấy. Con cao nhất của nó thì to nhất của nó sẽ là 18cm nhá. Đây, con này to nhất là 18cm này. Tiếp theo là đến một con nhỡ này. Con nhỡ này của nó sẽ là 16cm này. Đấy, 16cm này. 16cm này. Tiếp theo là đến cái con vừa này. Con vừa này là 14cm này. Đấy, 14cm này. Tiếp theo đến một con 12cm này. Con này 12cm. Và tiếp theo nữa con này là 10cm các bác nhá. Đấy, 10cm. Đấy, như vậy là nó sẽ có 5 cái khay như này, 5 cái khay như này chồng lên nhau. Các bác có thể mua về để mình đựng đồ ăn thức uống, hoặc là bỏ vào trong bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, hoặc đựng đồ ăn chế biến, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đó. Lên cho em là khay inox siêu mỏng, giá chỉ có 70k thôi. Đấy, khay inox siêu mỏng này. Khay inox nhá. Đấy, khay inox siêu mỏng này. Đó, siêu mỏng. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho cái bộ khay inox siêu mỏng này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng trong các cái công việc sinh hoạt này. Đây. Rất là ngon luôn, đây các bác thấy không? Đấy, bộ 5 khay như này. Gọi là siêu mỏng thôi nhưng mà nó cũng vừa phải, không đến mức là quá mỏng nhá. Đấy. Cũng vừa phải các bạn đấy. Các bác nghe tiếng là có kia. Đấy, nó cũng vừa phải, các bác đựng thức ăn bỏ vào trong tủ lạnh thì khá là ok nhá. Lên theo là khay inox siêu mỏng nhá. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay và giá sẽ là 70k. Đó, khay inox siêu mỏng giá chỉ có 70.000 thôi. Khay inox siêu mỏng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con đèn bão các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đèn bão. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k. Đó, lên cho em là đèn bão này. Đèn bão giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn bão như này. Giá của nó sẽ là 100k nhé. Đấy, con này thì dùng cũng khá là ngon luôn các bạn. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Con này cái thời gian tích điện của nó có thể lên tới 3 đến 6 tiếng nhé. Và cái thời gian sáng của đèn cũng
có thể từ 3 đến 6 tiếng luôn, cho nên là các bác tha hồ thoải mái để mình sử dụng, đặc biệt là quạt nhé, quạt nó cũng sáng vài tiếng đồng hồ luôn, cho nên các bác yên tâm. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một đèn như này và kèm theo cho các bác là một quạt luôn đây. Đấy, đèn thì các bác kéo này lên cho em này là đèn sáng này. Đấy, cắm sạc thì các bác dùng dây sạc này cắm trực tiếp vào cái ổ này. Đấy. Và quạt thì các bác mở cái này ra. Đấy. Sau đó thì nó có công tắc đây, mình bật quạt lên này. Đấy. Các bác nghe tiếng quạt nó kêu chưa? Đấy. Quạt nó kêu khá là to nhá. Đấy, quạt rất nhiều gió này. Một cái quạt này các bác có thể sử dụng để sử dụng liên tục trong vòng từ 3 đến 7 tiếng nhá, từ 3 đến 7 tiếng. Cho nên là rất là ok. Còn sử dụng đèn thì mình có thể là kéo cái này lên, hoặc các bác có thể sử dụng trực tiếp cả đèn cả quạt được luôn, cả đèn cả quạt nhé. Đấy, ăn cơm ăn nước thì mất điện thì mình dùng cái đèn này, nó khá là ok. Ở đây nó sẽ có cho các bác là cả cái tấm pin sạc năng lượng mặt trời này, có tấm pin sạc năng lượng mặt trời luôn, thì các bác có thể dùng cái tấm pin năng lượng mặt trời này cũng được. Đó, nó sạc pin năng lượng mặt trời đây, nó báo pin này các bác này. Đấy, đèn nó màu đỏ này. Đấy các bác nhá, giá thì chỉ có 100k thôi, lên mã giúp cho em là đèn bão nhá, đèn bão giá sẽ là 100.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bóng đèn nhé. Bóng đèn thì bên shop có cho các bác là lên trước cho các bác cái bộ khẩu 12 chi tiết đi. Đó, đây bên xem là bộ khẩu 12 chi tiết này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn, giá thì bên shop vẫn đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhé, 160k cho bộ khẩu 12 chi tiết như này các bác này. 160k cho bộ khẩu 12 chi tiết như này các bác nhá. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này các bác này. Một tay công này, một đầu khẩu này. Đấy, và một tay công, một tay nối dài và 12 khẩu nhá. Đấy, coi theo đây. Đấy, khẩu của nó thì nó sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24. Lắp vào là xong. Đấy các nhá, lắp vào là xong. Đó, các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đây. Đấy, rất là ok nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Có xoáy nhanh, có đảo chiều này các bác nhá. Đấy. Xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con đà điểu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hạt rẻ nhá. Đấy. Một cái bộ khẩu đẹp như này, các bác có thể xoáy trực tiếp như này nhá, hoặc là lắp qua công nối dài. Đấy. Các cái đầu khẩu của nó khá là đẹp luôn các bác. Thép CRV không gỉ. Đầu khẩu rất là đẹp các nhá. Đấy. Đấy, thép CRV không gỉ, tay xoáy nhanh đảo chiều luôn đấy các bác. Nghe cái tiếng chất thép của nó là các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng luôn nhá. Đó. Một cái bộ như này bao gồm cho các bác là đầu khẩu từ 8 đến 24, một tay công, một tay nối dài như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 thôi. Lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá, bộ khẩu 12 chi tiết này. Bộ khẩu 12 chi tiết nhá. 12 chi tiết giá sẽ là 160k nhá, 160k. Giá siêu tốt cho bác luôn, 160.000 trong cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Hàng này các bác nên mua nhá. Đó. Cái gì? Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dao hộp giấy ấy. Cái thùng gạo có nhá. Đấy, một con thùng gạo cực kỳ chất lượng như này. Thùng gạo của thương hiệu Hokori. Đó, thùng đựng gạo tiện ích con này thì nó sẽ đựng được 10 kg nhá. Đấy, đựng được 10 cân gạo các bác. Con này thì khá là tiện dụng luôn. Bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Hàng của Việt Nhật, hàng liên doanh nhá. Đấy. Hàng liên doanh Việt Nhật. Cực kỳ chất lượng và giá thì khá là tốt cho các bác luôn. Một con thùng đựng gạo chất lượng như này. Đó. Con này thì nó lắp đặt sẵn rồi. Về nhà các bác chỉ cần đổ gạo vào là dùng thôi. Rất đơn giản quá. Đây. Đấy, về nhà các bác chỉ cần đổ gạo vào là dùng thôi nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là... Nó sẽ có cho các bác là một cái can như này nhá. Một cái can như này để mình hứng gạo ra này. Đấy, nó sẽ đựng được 10 cân nhá. Đựng được 10 cân. Đây. Về nhà các bác chỉ cần đổ gạo vào đây thôi. Và đây nó sẽ có cái dốc này, có một cái dốc như này mà các bác khi ấn như này thì nó sẽ mở lẫy, là gạo nó sẽ rơi xuống cái khay ở dưới này nhá. Đấy, ấn lẫy này mở xuống. Rất là tiện dụng luôn. Hàng thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Rất chắc chắn luôn, hàng của Việt Nhật các bác này, tem mác các thứ đàng hoàng. Hàng liên danh Việt Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên mã cho em là thùng gạo nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con thùng gạo cực kỳ chất lượng như này, giá của nó sẽ là 180k nhá. Đấy. Có lên cho em là thùng đựng gạo, giá sẽ là 180.000. Đấy. Lên cho em là thùng đựng gạo nhá, thùng đựng gạo này. Thùng gạo giá sẽ là 180k. 180k thì cái mã thùng gạo này các bác nhá. Đó. Con này thì rất là tiện dụng luôn, rất đẹp, rất chắc chắn. Rất bền bỉ và an toàn sạch sẽ. Các bác dùng thì không sợ bị ruồi muỗi kiến dán nó xâm nhập vào thực phẩm vào gạo nhá. Đấy. Không sợ bị nấm mốc nhá. Có nắp sẵn rồi, về nhà các bác đổ gạo và sau đó thì các bác đậy vào là xong, đựng được 10 cân.
hàng của Việt Nhật siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là thùng đường gạo nhé, thùng đường gạo đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi, ok. Hello các bác nhé, hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về hàng toàn bộ đầu thùng hết nhé. Đấy, hàng về số lượng và giá rất tốt cho các bác luôn. Các bác mua hàng đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, vẫn là chương trình quay số trúng thưởng các bác nhé. Các bác cứ bình luận video và chia sẻ là sẽ có quà. Bình luận hai con số mà các bác yêu thích và giải thưởng sẽ được mở thưởng vào tối hàng tuần nhé. Đấy, vào tối ngày hôm sau. Đấy, buổi tối, ví dụ tối nay lên video thì các bác cứ xem kết quả xổ số. Nếu mà các bác có bình luận đúng số là sẽ có quà. Bên em sẽ tặng một cái máy xay Osaka. Sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác là cái thùng lau nhà nhé. Ở đây thì nó sẽ là một cái thùng lau nhà như này, kèm theo cho các bác là một cái chổi này. Đấy, đây con này thì các bác lắp ở đây cho em này. Đấy, đây là cái đầu lắp, các bác lắp cái này vào này. Con này thì cái dây này của nó khá là dài luôn, là cái đầu ống này của nó khá là dài luôn nhá. Đó. Và nó sẽ có tặng kèm các bác là hai cái miếng đệm như này. Hai miếng đệm nhá, sẽ có cho các bác là hai miếng đệm luôn. Đây. Về nhà thì các bác chỉ cần sập cái đệm này vào cho em là xong này. Đấy, đây nó là cái đệm này các bác sập vào này. Đấy. Đấy. Các bác sập vào cái này cho em này. Đó, sập cái này vào nhá. Đó. Các bác sập cái này vào cho em. Đó là ok. Sau đó thì các bác xoáy cái lẫy này ra. Xoáy cái lẫy ra cho cái đầu này vào này, cho cái đầu này vào. Đó. Cái này thì về nhà các bác lắp ráp nó cũng rất là gọn thôi, và nó để trong thùng mà. Đấy. Con này nó có xoay cho các bác 360 độ luôn nhá. Đấy, khi các bác xoay thì các bác thả cái này ra cho em này. Đấy, đây nhá, xoay này. Đấy, khi vắt thì nó sẽ xoay này các bác. Con này thì nói chung là nó khá là phổ thông rồi. Về nhà các bác lắp thẳng tâm cho em là được thôi. Cái này em đang lắp thì nó sẽ hơi bị chưa chuẩn tâm và nó sẽ bị chưa có nước, cho nên nó sẽ hơi ngót nhéo một chút các bác nhá. Đấy. Thì cái chổi này của nó thì nó sẽ khoảng là 1m3 các bác nhá, khoảng 1m3 đây các bác này. Đấy, mình ấn cái lẫy này xuống này. Đó. Và con này của nó thì đây. Đấy, và cái này thì các bác lắp đây cho em, lắp xong mình xoáy chặt vào nhá. Và con này nó có thể xoay được như này luôn. Đấy. Xoay như này. Đấy các bác, lau rất là ngon luôn. Các bác thấy không? Rất dày dặn chắc chắn nhá. Tay nắm to dày dặn chắc chắn này. Đó, hàng thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ nguyên trong thùng như này nhá, nguyên trong thùng như này. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Đây. Cái thùng này của nó thì khá là dày dẫn và chắc chắn nhá. Có quai sách như này nhá. Có quai sách như này. Và nó có cả cái lẫy này luôn để các bác khi các bác dùng xong thì các bác dắt vào đây cho em này. Đấy, nó có cái lẫy này. Đây, khi bác dùng xong dắt vào đây này. Đấy, nó sẽ có cái lẫy dắt vào cái hố này. Đây nhá, dắt vào cái lỗ này. Đấy, khi dùng xong mình dắt vào đây. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Có 4 bánh xe đẩy luôn nhá. Có bánh xe đẩy thôi nhá, rất là tiện luôn. Và có quai sách này, có quai sách 4 bánh xe đẩy và xoay vắt này. Hàng này thì cực kỳ xịn sò và chắc chắn. Đấy, chất nhựa của nó rất chắc chắn luôn các bác này. Đây. Đấy, ngồi lên thoải mái luôn các bác. Đây, các bác xem em ngồi lên này, thoải mái luôn nhá. Rất là dày dặn chắc chắn nhá. Đấy. Có bánh xe đẩy đi rất là ngon lành, và các bác còn được tặng kèm thêm một cái miếng bông này nữa. Một miếng bông lau này các bác ra ngoài mua phải từ 30 đến 50 nghìn, và đây được tặng kèm cho các bác một miếng nhá. Đấy, hàng nguyên combo như này. Lên cho em là thùng lau nhà giá sẽ là 230k cho con thùng lau nhà này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái nồi chảo chiên ngập dầu nhá. Có lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Đấy, thì ở đây nó sẽ là một con chảo như này. Đường kính của nó sẽ là 20cm. Có kèm thêm cho các bác là một cái khay như này để các bác đựng này. Khay này thì khi bác chiên xong thì mình bỏ đồ lên đây. Đấy, khi chiên xong mình bỏ đồ lên đây khá là tiện luôn các bác này. Đó. Chiên xong thì các bác để đồ lên đây cho em. Đây. Đấy, rất là ngon lành. Con này dày lắm các bác. Đấy, trông này thôi. Đấy, các bác nghe cái tiếng em gõ là các bác biết. Đấy, rất là dày. Đun bếp từ bếp ga được hết nhá. Bếp từ bếp ga được hết. Đấy, đây các bác này. Rất là ngon luôn. Có cái này để các bác dắt lên thì mình chiên xong thì ví dụ chiên bánh đa, chiên các thứ mình bỏ lên đây. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đường kính của nó sẽ là 20cm nhá, 20cm. Hàng của nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, lên mã giúp cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Giá sẽ là 100k trong con chảo này thôi. 100.000. Đường kính của nó là 20cm như này. Khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em là chảo chiên ngập dầu các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm mới nữa. Đó là cái phích đun sôi nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dạng phích nước và có thể đun sôi được. Đấy, tức là nó là một cái phích giữ nhiệt kết hợp với lại ấm siêu tốc luôn. Đây. Đấy. Con này thì hàng Hàn Quốc nhá, hàng của Hàn Quốc các bác này. Hàng Hàn Quốc, còn nó sẽ là sản xuất ở Trung Quốc các bác nhá. Đây, Korea này. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ là giữ nóng này. Đấy, giữ nóng các bác nhá. Đây. Đấy, giữ nóng cho các bác luôn. Đây. Đấy, các chế độ của nó đây, rất là ngon lành, cành đào cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá, bên trong là nó sẽ là một cái dạng là inox 304 và bên ngoài của nó sẽ là giữ nhiệt nhá. Đấy. Rất dày dẫn chắc chắn, quay xoáy như này các bác này. Khi mở thì mình ấn cái này ra này.
Đó. Và đây là cái đế đun của nó này. Đấy, nói chung là các bác đổ nước vào đây đun xong là mình giữ nhiệt ở đây luôn. Giữ nhiệt đây luôn, không cần phải đổ qua phích nữa, nó mất công. Con này thì nó sẽ giữ cho các bác là 24 giờ này, giữ nóng 24 giờ đây. Đây là mặc định của nhà sản xuất nhá. Còn khi các bác dùng thì làm sao mà cứ được một ngày từ sáng đến tối là được rồi các bạn. Đó, 12 tiếng là ok rồi. Và mặc định của nhà sản xuất là như vậy. Đây các bác nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là khi điện giữ ấm này. Đấy. Các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Đây. Đấy. Công suất của nó là 1300W này, dung tích của nó là 3 lít này. 3 lít này. Đấy, mặc định của nhà sản xuất đây nhá. Đó, rất là rõ ràng luôn. Đây các bác này. Đó. Công suất của nó là 3 lít này. Đấy, 1300W này. Các bác thấy không? Đây. Đấy, dung tích của nó đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, một con ấm cực kỳ dày dẫn và chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là phích đun sôi nhá. Lên cho em là phích đun sôi này. Đấy, nó sẽ là một cái phích nước và có thể đun sôi được. Đấy, lên cho em là phích đun sôi nhá. Giá của nó sẽ là 180k. Đó, 180k cho con phích đun sôi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô đó là cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Giá thì sẽ là 100k cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Ở đây thì nó sẽ có combo cho các bác là một dây, một vòi xịt và một giá đỡ. Đấy, một dây, một vòi xịt, một giá đỡ, combo đầy đủ cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Một dây, một vòi xịt, một giá đỡ cho các bác luôn. Đây. Đấy. Các bác này, đây dây của nó này. Dây khá là dài luôn, dây thì từ khoảng 1m đến 1m2 các bác nhá. Đây. Một đầu vòi xịt như này. Đấy, vòi xịt tự ngắt nhá. Hàng của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Osaka Japan các bác nhá. Đấy, tự ngắt luôn. Và đây là cái đầu của nó này. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này, xoáy cái này ra, sau đó thì nó có gioăng này rồi mình kết nối với như này là xong. Đó. Còn một cái đầu bên này thì mình kết nối với các cái nguồn nước nhà mình. Và đây là cái giá đỡ của nó này. Đấy, có tặng kèm cả ốc luôn. Các bác về các bác chỉ cần là bắt vào cái tường nhà mình là xong. Đó. Lên mã giúp cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá, cơ chế tự đóng ngắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Dây vòi xịt vệ sinh. Một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này giá bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 100k thôi. Đó, 100k. Lên xem là dây vòi xịt vệ sinh nhé. Dây vòi xịt vệ sinh này. Dây này. Vòi này. Đó, dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh. Đó. Xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, 100.000. Rồi, ok.